Hello, xin chào tất cả mọi người và vẫn lại tiếp bác sĩ Dung và tiếp tục cùng với lại chương trình đồng hành cùng với các F0 trong mùa dịch lần này. Và chúng ta đã thấy là một cái tỷ lệ nhiễm tăng rất là cao tại Việt Nam và ngày 9 tháng 3 ngày hôm nay thì chúng ta đã vươn lên dẫn thứ ba trên toàn thế giới về cái số ca nhiễm trong một ngày. Và hôm nay thì bác sĩ Dung cũng có đăng một cái trạng thái đó là dẫn đầu vươn lên dẫn đầu một cái gì đó, đó thì rất là khó nhưng mà dẫn đầu về COVID thì chỉ sau một ngày thôi đúng không mọi người? Và không biết thì hôm nay thì tình hình sức khỏe mọi người như thế nào rồi ạ? Mọi người có thể gửi cho bác sĩ một cái lời chào và hỏi thăm hỏi bác sĩ muốn hỏi thăm xem tình hình mọi người hôm nay sức khỏe đã ổn hẳn chưa ạ? Và trước khi vào cái livestream này thì hôm nay thì cái chủ đề của chúng ta sẽ nói về những cái bài tập phục hồi sức khỏe. Thì hôm nay thì bác sĩ Dung có một cái vị khách mời về chuyên gia về huấn luyện và đào tạo yoga thì sẽ lên trao đổi nói chuyện cùng với mọi người. Thế thì trước khi mà vị khách mời này xuất hiện thì cũng mong là các bạn có thể cho bác sĩ Dung một cái đường link chia sẻ để có thể là chúng ta sẽ không các bạn có thể vào xem sớm và không bị miss những cái thông tin quan trọng. Và bác sĩ Dung hôm nay thì vẫn đồng hành cùng với mọi người và cũng sẽ tiếp tục trả lời những cái câu hỏi của mọi người. Nên là mọi người cứ đặt câu hỏi bên dưới nhé. Sau cái phần chia sẻ thì bác sĩ sẽ trả lời hết những cái câu hỏi của mọi người. Hôm nay sức khỏe mọi người tốt chưa ạ? Chào chị Phan Hồng Trần ạ, chào chị Giang Hương ạ. Hôm nay thì bác sĩ đã một vạch rồi. Cả nhà cùng chúc mừng bác sĩ nhé. Và không để mọi người chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ đón chào vị khách mời vô cùng xinh đẹp của chúng ta. Chị là một biên tập viên của đài VTC và chuyên về mảng sức khỏe và làm đẹp và có hai cái trung tâm huấn luyện và đào tạo yoga ở thành phố Hà Nội. Và chúng ta sẽ chào đón chị lên cái buổi livestream ngày hôm nay nhé. Mọi Vâng, người thì hãy thả những trái tim để cho vị biên tập viên và huấn luyện đào tạo yoga của chúng ta vô cùng xinh đẹp của chúng ta những trái tim nhé. Vâng ạ. Chào chị Phạm Hà Thu ạ. vâng, xin chào bác sĩ Dung và toàn thể những ai mà đang yêu mến bác sĩ Dung cũng như là yêu mến Thu đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Thì như bác sĩ Dung vừa chia sẻ là một chuyên gia về yoga thì thực ra là Thu không dám nhận. Thu chỉ dám nhận là mình là người rất là yêu cái môn yoga này vì nhận thấy rất là nhiều lợi ích của cái bộ môn này. Và bên cạnh đó thì bên mình đang có trung tâm đào tạo cũng như là huấn luyện và trị liệu yoga tại Hà Nội. Thì hy vọng rằng những cái thông tin cũng như là những cái kiến thức mà Thu đã gọi là lĩnh hội từ trong bộ môn này trong những cái thời gian mà Thu đã tập và cảm thấy là sức khỏe của mình được nâng cao ấy, thì cũng sẽ chia sẻ cho mọi người cũng như là bác sĩ Dung trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng hy vọng là những cái kiến thức của bác sĩ Dung cũng sẽ được gọi là mình cũng sẽ được nghe nhiều để có thể áp dụng trong đặc biệt là trong thời gian dịch như thế này. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Phạm Hà Thu đã nhận lời tham gia cái livestream ngày hôm nay. Thì như các bạn biết thì yoga là một cái bộ môn rất là tốt cho sức khỏe. Và tại sao hôm nay bác sĩ Dung lại mời cái chị Phạm Hà Thu đến? Tại vì là hôm nay thì bác sĩ có đăng một cái video hướng dẫn mọi người tập thở đúng không ạ? Thì ngoài cái vấn đề về thuốc, ngoài các vấn đề về dinh dưỡng thì cái việc tập luyện nó rất là quan trọng để chúng ta có thể phục hồi sức khỏe khi mà chúng ta nhiễm COVID. Và cái việc tập luyện này thì chúng ta sẽ tập luyện hàng ngày, thậm chí là nếu như mà chúng ta kể cả chúng ta không có nhiễm COVID thì chúng ta cũng nên tập để nâng cao cái sức khỏe và sức đề kháng của chúng ta. Mọi người khi mà mắc COVID thì có một cái tâm lý là chúng ta sẽ đi tìm những cái loại thuốc để tăng sức đề kháng. Tuy nhiên thì gần như những cái loại thuốc đấy nó không hề có tác dụng, mà bản chất phải là từ bản thân chúng ta và sức đề kháng nó là cả một quá trình. Vậy nên là tôi rất là mong muốn là các bạn sẽ hiểu cái vấn đề này, tránh cái trường hợp là chúng ta cứ đi uống đầy đủ nhiều những cái loại thuốc mà nó không hề có tác dụng mà chúng ta lại không chịu tập luyện. Tập luyện là một cái phương pháp để chúng ta nâng cao cái sức đề kháng. Và ngày hôm nay bạn nhiễm cái chủng Delta, ngày mai bạn có thể nhiễm chủng Omicron. Do vậy mà chúng ta vẫn cần, kể cả chúng ta có nhiễm rồi hay là chưa nhiễm, chúng ta vẫn cần phải tăng cái sức đề kháng của chúng ta để chúng ta chống những cái biến chủng khác của nó nữa. Do vậy mà hôm nay thì bác sĩ Dung muốn mời chị Phạm Hà Thu đến để có thể trao đổi, chia sẻ những cái câu chuyện về và những cái phương pháp để cho mọi người có thể tập luyện để có một cái sức khỏe nó tốt hơn. Đó là cái điều mà cái thông điệp mà hôm nay tôi muốn gửi tới tất cả mọi người ạ. Như mọi người cũng nghe bác sĩ Dung vừa chia sẻ thì trong cái chiến dịch đồng hành cùng với F0 của bên mình đợt này thì bác sĩ Dung cũng là một trong những bác sĩ ở trong mạng lưới cũng như là cộng đồng các bác sĩ tham gia làm khách mời hôm nay, nhưng mà lại rất đặc biệt là Thu lại được bác sĩ Dung mời để chia sẻ trong buổi livestream của bác sĩ. Thì hôm nay thì Thu sẽ chia sẻ tất cả những cái gì mà Thu đã được học
cũng như là đã tập với các huấn luyện viên yoga về những cái bài tập thở, và nó cũng sẽ giúp cho mọi người tăng đề kháng rất là tốt. Thì như mọi người chắc là cũng nghe bác sĩ Dung và rất nhiều bác sĩ ở trong livestream của bác sĩ Dung đã chia sẻ là không có gì bằng cái gọi là những cái đề kháng tự nhiên thông qua những cái việc chúng ta ăn uống này cũng như là những cái bài tập thở, đúng không bác sĩ Dung? Đúng rồi. Và cái buổi livestream ngày hôm nay thì sẽ được phát trên hai cái kênh, hai cái trang page là của page bác sĩ Dung và page của chị Phạm Hà Thu. Và chị Phạm Hà Thu cũng đang nằm trong cái chương trình mà những cái vị trong cái nhóm nhóm của bác sĩ Dung là sẽ hỗ trợ đồng hành cùng với tất cả các F0. Nên là chị Thu cũng đưa đến cho mọi người những cái thông tin sức khỏe cập nhật nhất. Do vậy mà mọi người cũng có thể follow page của chị Phạm Hà Thu để update những cái thông tin về sức khỏe. Và trên page của chị Phạm Hà Thu cũng đã đăng nhiều những cái bài tập để cho mọi người có thể tập luyện theo. Nên là mọi người hoàn toàn có thể follow page của chị Phạm Hà Thu nhé. Và điều đầu tiên mà bác sĩ muốn chị Phạm Hà Thu chia sẻ là cái bài tập nào mà các bạn có thể dễ dàng tập tại nhà và tập ngay trong khi mà các bạn đang bị nhiễm COVID tại nhà, thì chị Phạm Hà Thu chị có thể chia sẻ cho mọi người. Trong cái thời gian mà gia đình mình có đến 4 đến 5 người bị F0 ấy, thì hầu như là những người nhà mình đều là những người đã tập thể dục từ rất lâu, và một trong những cái bài tập mà tập thở của yoga ấy thì mọi người có thể tập theo, thì bác sĩ Dung cũng có thể tập theo ạ. Đầu tiên đấy chính là bài tập thở cơ hoành. Thì bài tập thở này thì Thu thấy là các bác sĩ ở trong bệnh viện cũng áp dụng cho những F0 rất là nhiều. Đấy chính là cái động tác thở mà chúng ta hít vào và thì phình bụng ra, và thở ra thì chúng ta hóp toàn bộ bụng lại. Thì không biết ở đây là mọi người đã biết đến chưa, thì ở đây bây giờ là Thu và bác sĩ Dung cũng sẽ tập, gọi là tập qua cho mọi người để chúng ta hoàn toàn là có thể tự tập ở nhà để tăng cường cái chức năng hô hấp cũng như là đưa oxy nhiều vào về phần đỉnh phổi và phần đáy phổi. Bây giờ chúng Vâng, ta sẽ bắt đầu nhé bác và sĩ. trước khi bắt đầu thì bác sĩ Dung sẽ giải thích một chút để cho mọi người có thể hiểu thêm về cái bài tập này. Đó là tại sao chúng ta lại phải tập thở cơ hoành, hoặc là tại sao chúng ta lại phải tập thở. Bởi vì các bạn biết rồi, oxy là một cái phần quan trọng, rất là quan trọng trong cơ thể. Và một ngày thì chúng ta hít thở rất là nhiều lần, đúng không ạ? Nếu mà không thở thì chúng ta sẽ không sống được. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Khi mà chúng ta thở bình thường như này, ví dụ như bác sĩ đang hít vào thở này, thì chúng ta không có sử dụng hết cái dung tích của phổi. Tức là mọi người sẽ hiểu một cái biểu đồ là chúng ta khi mà chúng ta hít thở bình thường thì chúng ta sẽ không sử dụng hết cái dung tích của nó. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tận dụng được tối đa cái dung tích của phổi để trong một cái nhịp thở chúng ta có thể mang vào cái lượng oxy nhiều nhất thì cơ thể của chúng ta sẽ rất là khỏe mạnh. Và chúng ta có một cái cơ gọi là cơ hoành. Cơ hoành thì ngăn giữa cái phần trên của lồng ngực và ổ bụng. Thì mọi người sẽ hiểu nó là một cái lớp cơ như thế. Và khi mà chúng ta hít vào thì cơ hoành sẽ hạ xuống để cho lồng ngực nở ra. Còn khi nào mà chúng ta thở ra thì cơ hoành sẽ đẩy lên để cho không khí thoát ra ngoài. Đó, mọi người sẽ hiểu là như thế nhé. Và cái bài tập thở cơ hoành này thì chúng ta sẽ áp dụng vào cái cơ hoành này để cho cái lồng ngực của chúng ta có thể căng tối đa, và chúng ta có thể làm sao mà cái lượng oxy vào tối đa trong một cái lần thở và mọi người sẽ khỏe mạnh hơn. Và những cái bài tập mà chúng tôi hướng dẫn ở đây thì mọi người có thể áp dụng ngay cả khi bản thân cơ thể của mình vẫn khỏe mạnh bình thường, thì chúng ta sẽ tăng cái oxy và cơ thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Đó là cái thông điệp mà bác sĩ muốn nhắn nhủ. Vâng ạ, xin mời chị Phạm Hà Thu ạ. Chúng ta sẽ cùng tập thở cùng với nhau nhé. Vâng, nói về tác dụng của thở cơ hoành thì mọi người có lẽ là đã thấy bác sĩ Dung đã miêu tả rất là kỹ rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Ở cái bài tập này thì mọi người sẽ ngồi thẳng nhé. Bác sĩ Dung cũng ngồi thẳng đi ạ. Nhiều khi mọi người cũng sẽ bị mắc phải những cái sai lầm đấy, chính là chúng ta ngồi sẽ hơi bị gù lưng, và đặc biệt là đấy là các chị em ấy, mặc dù là mọi người vẫn biết là chúng ta ngồi thẳng lưng là tốt rồi, nhưng mà nhiều khi là cái thói quen ấy làm cho mọi người bị gù lưng. Và cái này thì thứ nhất là cái phần hô hấp của mọi người sẽ không tốt, và cái thứ hai là về mặt thẩm mỹ thì cũng sẽ trông cái dáng ngồi của chúng ta cũng sẽ không được đẹp. Thì đầu tiên mọi người ngồi thẳng lưng ạ, và ưỡn ngực ra. Sau đó thì mọi người hít vào một hơi thật sâu đi ạ, hít vào một hơi thật sâu và phình bụng ra. Một tay mọi người để lên trên bụng nhé. Nhớ là tay của chúng ta sẽ để lên trên bụng để kiểm tra xem là cái phần hơi đã vào trong bụng chưa. Cái phần bụng của bác sĩ Dung đã phình ra chưa bác sĩ Dung? Đã phình rồi đấy ạ. Sau đó thì mọi người để sẽ nín thở trong vòng từ 1 cho đến 2 giây, và sau đó chúng ta sẽ thở ra. Khi mọi người thở ra thì mọi người nhớ là có thể tạo tiếng động thì càng tốt nhé. Đó. Mọi người thấy là khi cái việc mà mọi người thở ra ấy, thì cái lúc đó bụng của mọi người sẽ xẹp lại, và toàn bộ những cái khí carbonic ở trong cơ thể này cũng như là mọi người cảm giác là những cái độc tố này, những cái cặn bã ở trong cơ thể sẽ qua đường không khí và đi ra ngoài. Và mọi người sẽ tập thở cái bài tập thở này từ 10 cho đến 15 phút mỗi ngày. Thì
Thu đảm bảo ấy là sau một cái thời gian mọi người sẽ thấy là cái phần hô hấp sẽ rất là tốt, và đây cũng là bài tập mà hiện nay ấy, gia đình bác sĩ Dung cũng đang là F0 mới âm tính ngày hôm nay đúng không bác sĩ Dung? Đúng rồi ạ. Thì gia đình mình ấy từ hai vợ chồng này cho đến là các bé này, thì mọi người nếu mà các bé lớn rồi, tức là có thể hướng dẫn cho các bạn ấy tập ở nhà, thì mọi người hoàn toàn là có thể tập những bài tập này, rơi vào 4 lần một ngày. Một lần ấy là chúng ta sẽ tập vào sau khi một buổi sáng, trước khi sau khi chúng ta ngủ dậy, tức là khi mà mọi người mở mắt ra ấy, thì chúng ta sẽ luyện tập bài thở này. Và đây cũng là cái cách mà Thu luyện tập cái này hàng ngày, và nó gần như là một cái bài thiền đơn giản của chúng ta vào mỗi buổi sáng. Và tiếp đến thứ hai ấy, là mọi người sẽ tập cái bài tập thở này vào trước cái bữa ăn trưa hoặc là sau bữa ăn trưa. Tuy nhiên thì nó sẽ không phải là ở giai đoạn mà chúng ta quá no hoặc là chúng ta quá đói, thì mọi người có thể tập vào cái thời điểm này. Và tiếp đến là một buổi xế chiều. Buổi xế chiều thì mọi người có thể tập vào tầm 4 giờ. Thì cái giờ này cũng là cái giờ mà Thu rất hay tập yoga 1 tiếng một ngày. Thì Thu kết hợp cái bài tập thở này ở trong yoga luôn. Và lần cuối cùng đấy chính là vào buổi tối. Mọi người có thể tập bài tập này trước khi đi ngủ. Và mọi người nhớ nhất là mới tập ý, thì cái phần bụng của mọi người sẽ không thể phình ra được luôn đâu, bởi vì chúng ta không quen. Mọi người đã có cái thói quen thở là chúng ta chỉ sẽ chỉ đến cái phần ức này thôi và dừng lại. Thế nhưng mà khi mà mọi người hít thở vào thật sâu, nó chỉ mất rơi vào tầm 4 đến 5 lần thôi là mọi người sẽ rất là quen với bài tập này rồi. Vâng, cảm ơn cái bài tập đầu tiên, và các bạn sẽ cùng tập với tôi và chị Phạm Hà Thu nhé. Chúng ta chương trình hôm nay là cái buổi livestream trực tiếp và chúng ta có thể tập thở luôn để chúng ta nhớ. Thì cái động Vâng. tác này nó không có gì khó cả. Động tác này sẽ thở ra bằng hít vào bằng mũi và thở ra bằng mũi các bạn nhé. Và Đúng chúng ta có thể đặt cái tay lên bụng của chúng ta để chúng ta cảm nhận cái bụng của chúng ta phình ra trong khi mà chúng ta hít vào. Thì bài tập cơ hoành là bài tập hít vào bằng mũi và thở ra bằng mũi, mọi người lưu ý nhé. Và chúng ta sẽ cùng làm cùng bác sĩ Dung và chị Thu nhé. Và cái lưu ý cho mọi người là cái khuyến cáo của tổ chức y tế của các nghiên cứu trên thế giới và tổ chức y tế thế giới, thì đối với những bệnh nhân COVID, đặc biệt là những bệnh nhân COVID có tổn thương phổi, thì cái bài tập này phải kéo dài đến từ 30 phút đến 1 tiếng chứ không phải là 15 phút nữa. Do vậy mà nếu mà trong gia đình bạn hoặc những người nhà của bạn mà nhiễm COVID thì các bạn phải lưu ý là cái thời gian nó phải tăng lên. Mà tôi vẫn luôn luôn nói trong cái bài tập trị liệu của tôi ấy, là chúng ta hãy lắng nghe cơ thể mình. Chúng ta không nên là nhìn người khác, ồ nhìn người khác làm tốt và chúng ta cố gắng làm như thế, không phải. Mà hãy lắng nghe cơ thể mình, mỗi ngày chúng ta chỉ cần tập một chút và tăng dần cái cường độ của chúng ta lên. Ví dụ như ngày hôm nay bạn còn mệt, bạn hãy nằm bạn tập thở bài này không có vấn đề gì cả. Và ngày mai khi mà bạn đỡ hơn thì bạn có thể ngồi dậy và bạn tập thở cùng với tôi. Còn nếu mà hôm nay bạn vẫn mệt, bạn nằm thở và bạn đặt một cái tay lên bụng mình và bạn cảm nhận là khi chúng ta hít và thở vào cái bụng của chúng ta nó sẽ phình lên như thế. Thì mọi người lưu ý nhé, hãy tập trong khả năng của mình. Ví dụ như bụng hộ của chúng ta hôm nay nó không phình lên được nhiều, không không các bạn đừng có lo ngại quá, mà ngày mai chúng ta sẽ tập để cho cái bụng của chúng ta có thể phình to hơn, đúng không ạ? Nên là mọi Đúng rồi. người hãy lắng nghe cơ thể mình và mỗi ngày từ từ chúng ta sẽ tập một chút nhé. Vâng, đó là cái bài tập đầu tiên ạ. Rất là cảm ơn chị Phạm Hà Thu đã chia sẻ. Không biết là mọi người có cái băn khoăn gì về bài tập này không ạ? Chúng ta sẽ đi đến một cái bài tập thứ hai nữa nhé. Đó là bài tập đầu tiên là bài tập cơ hoành. Tuy nhiên thì cái bài tập này nó sẽ hơi khó cho những cái bạn mà mới bắt đầu, đúng không chị Phạm Hà Thu? Và chúng ta sẽ có thể một cái bài tập khác mà hôm nay trong cái video bác sĩ Dung đăng lên thì có một cái bài tập khác nữa. Đó là bài tập hít thở miệng chậm. Thì chị Thu có thể hướng dẫn mọi người ạ. Ở cái bài tập đầu tiên là bài tập cơ hoành ấy, thì nó sẽ có thể là hơi khó một chút so với những ai mà mới tập, nhưng mà đây là một bài tập rất là tốt, thế nên là chúng ta có thể luyện tập hàng ngày, và chỉ sau tầm 4 5 lần thôi là mọi người sẽ thấy là cái tay của chúng ta đã phình lên hoặc là xẹp xuống theo cái độ mà mọi người hít vào. Và bài tập số 2 đấy chính là bài tập mà hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Thì ở bài tập này mọi người cũng hít vào một hơi thật sâu nhé, hít vào một hơi thật sâu ạ, và mọi người cũng ngồi thẳng người lên ạ. Khi cái động tác mà mọi người hít vào thì mọi người có thể là hơi ngửa cổ lên một chút để chúng ta dễ dàng đưa không khí vào bên trong, và sau đó khi mọi người thở ra thì chúng ta sẽ thở bằng đường miệng. Đó, ở hai bài tập này thì cái kết quả mà mọi người sẽ thấy là cái tăng độ hô hấp của mọi người lên sẽ rất là tốt, và chúng ta hoàn toàn là có thể tập đan xen hai bài tập này ở trong một ngày. Và mọi người sẽ nhiều khi là trong cái cuộc sống bình thường chúng ta sẽ không để ý được là nhiều khi mọi người thấy là chúng ta hồi hộp về một chuyện gì đó, hoặc là thậm chí là khi mà mọi người bị COVID ấy, mọi người sẽ cảm thấy là căng thẳng hơn, hồi hộp hơn, cũng như là cảm thấy khó thở hơn. Thì nhiều khi ấy, cái này nó chưa chắc đã phải là triệu chứng COVID mà mọi người đang bị đâu, mà đây chính là cái tâm lý của mọi người. Thì chính những cái bài tập thở này nó không chỉ có những cái tác dụng
là nó tăng cái đề kháng cho mọi người, mà nó còn giúp cho mọi người là gọi là có thể là bình tĩnh này, trấn an tâm lý rất là tốt. Vâng ạ, cảm ơn chị Phạm Hà Thu và chúng ta lưu ý nhé, bài tập này thì chúng ta sẽ hít vào bằng mũi và thở ra từ từ bằng miệng. Tôi vẫn luôn lưu ý là cái khoảng thời gian mà chúng ta hít vào ấy nó sẽ ngắn hơn khoảng thời gian mà chúng ta thở ra, tức là làm sao để cái hơi thở vào của các bạn có thể đếm nhé. Ví dụ nhé, tôi đếm này, 1, 2 chẳng hạn, thì cái thở ra của các bạn thở ra bằng miệng thì là 1, 2, 3, tức là làm cái cách nào đấy mà khi mà chúng ta thở ra chúng ta sẽ từ từ hơn, để làm sao để cái chúng ta có thể ép được cái cơ hoành và làm cho cái hơi thở của chúng ta khi qua miệng như thế này nó sẽ tạo ra một cái áp lực để đẩy hết không khí, đẩy hết carbon dioxide ở trong cơ thể ra. Đó là À, như cái vậy. Bác sĩ Dung có thể là đếm để thu gọi là hít vào và thở ra, thì như thế lúc đấy mọi người cũng sẽ dễ dàng hình dung hơn được không ạ? vâng, bắt Cũng đầu có nhá chị Thu nhá. thể. Một, nào, một, hai, ba, bốn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, đó, mọi người thấy đấy. Khi mà chúng ta làm sao mà cái khoảng thời gian hít vào của chúng ta sẽ thấp hơn khoảng thời gian thở ra, tức là cái hơi thở ra của chúng ta nó phải thật là sâu. Đấy là cái nguyên lý của cái bài tập này, là giống như kiểu chúng ta thổi bóng ấy, làm sao mà chúng ta tạo ra một cái áp lực đẩy hết cái carbon dioxide ra khỏi cơ thể thì chúng ta sẽ rất là khỏe mạnh. Và chỉ cần hai bài tập này mà chúng ta tập đều đặn thôi thì chúng ta đã có một cái sức khỏe rất là tốt rồi. Vậy nên là tôi mong là các bạn ngoài cái vấn đề về tập luyện hàng ngày, tôi mong là mọi người cũng có thể tập thở hàng ngày để làm sao mà cái trao đổi không khí và trao đổi không khí oxy của chúng ta nó thật là tốt để bảo vệ cái lá phổi của chúng ta. Đặc biệt là nếu mà nhà bạn nào mà có người hay hút thuốc lá đúng không ạ? Ngày xưa cái hồi mà sinh viên á, tôi đã được chứng kiến một cái ca mà hút thuốc lá rất là nhiều năm, một ngày trung bình khoảng 1 bao. Đến lúc mổ ra, ca đấy có một khối u phổi, và lúc mổ ra thì cái lồng ngực nó đen đặc ra, tức là nó gần như nó bị đặc lại ấy, và nó đen xì ra gần như là không 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 giống phổi mà nó bị đặc lại ấy. Bình thường phổi của chúng ta nó là một cái tạng rỗng, nhưng mà cái phổi của người hút thuốc lá thì nó rất là kinh khủng. Do vậy mà nếu mà bạn nào mà có ai đang hút thuốc lá thì có thể gửi tới họ một cái thông điệp là hãy bỏ thuốc lá đi các bạn nhé. Vâng ạ, ngoài ra thì chị Thu có thể chia sẻ thêm cho mọi người thêm những cái mẹo hoặc là những cái bài tập nào khác mà chúng ta có thể tập trong cái thời gian này không ạ? À, đối với cái việc của chúng ta tập yoga trong thời gian chúng ta là F0 hay là F1 ấy, thì đây cũng là một cái mà Thu đã duy trì hàng ngày rồi. Và kể cả người nhà mình khi mà gọi là đang là F0 ấy, thì mọi người luôn có một cái thắc mắc là khi mà F0 thì chúng ta có nên là tập yoga hay là những cái bài tập nhẹ hay không. Thì câu trả lời của Thu cũng như là các bác sĩ ở trong chiến dịch là đồng hành cùng với F0 lần này thì đều khuyên mọi người là chúng ta nên tập nhé. Và nếu mà mọi người có thắc mắc gì thì mọi người có thể comment ấy, để Thu cũng như là bác sĩ Dung cũng dễ là tương tác với mọi người hơn. Và ở trong cái giai đoạn mà nhà Thu có một gọi là người thân ấy bị F0 và chỉ số CT value là 17, tức là cũng lây lan, cũng lây nhiễm cũng khá là cao đúng không bác sĩ Dung? Dạ vâng. À, khi mà cái chỉ số CT value là 17 ấy, thì người nhà Thu ngay lập tức là ngoài cái việc cách ly ấy, thì cũng phải tập cái bài tập thở hàng ngày. Vì nhiều khi là chúng ta cảm thấy là không có cái triệu chứng gì gọi là đáng quá lo ngại ấy. Nhưng mà cái việc là chúng ta đưa oxy vào cơ thể hàng ngày ấy, thì nó cũng rất là tốt. Và trong cái bài tập thở cũng như là bài tập yoga hàng ngày thì Thu có ở trên fanpage của Thu là những cái bài tập rất là nhẹ nhàng thì mọi người có thể tập theo. Ngoài ra thì trên kênh YouTube ấy thì chúng ta cũng sẽ có những cái bài tập yoga nhẹ nhàng, và quan trọng như bác sĩ Dung cũng chia sẻ lúc đầu ấy là mọi người nhớ phải để ý là cái sức khỏe của chúng ta như thế nào. Nếu mà mọi người cảm thấy là cơ thể không gọi là mệt quá mà không thể tập được thì chúng ta có thể đi lại nhẹ nhàng, không nhất thiết là chúng ta cứ phải lên tập gym hay là tập yoga những cái bài tập nặng. Vì khi mà mọi người nhìn thấy ở bên ngoài ấy, thì có thể là những ai người ta tập yoga lâu ấy thì rất là dẻo và những cái động tác thì rất là đẹp, nhưng mà quan trọng ấy là yoga chính là một cái bộ môn mà vừa giúp mọi người có thể là gọi là về tâm lý này cũng như là về thể chất nó rất là tốt. Và những cái bài tập thở ở trong yoga ấy thì nó có rất là nhiều lợi ích này, ví dụ như là để về hệ hô hấp này, thì cái việc mà mọi người thở đúng cách ấy thì nó sẽ giúp đưa được nhiều dưỡng khí vào tận đáy phổi cũng như là đỉnh phổi. Và bên cạnh đấy, những cái bài tập gọi là làm giúp cho mọi người dẻo cơ ấy cũng như là những cái bài tập nhẹ nhàng ấy thì nó cũng sẽ giúp cho mọi người tăng đề kháng, tăng cái sức khỏe của mình lên. Vì cái này thì chắc là phải để bác sĩ Dung chia sẻ, tức là Thu có nghe là cái hôm mà nhà Thu có 4 đến 5 người F0 ấy thì bộ bên y tế phường họ nói là cũng không được nằm nhiều quá, vì nằm nhiều quá thì dễ dẫn đến bẹp phổi đúng không bác sĩ Dung?
hay là ảnh hưởng đến phổi, nên là họ luôn luôn bắt chúng ta phải phải thức và vận động. Vâng ạ, cái việc mà nằm nhiều ấy thì hoàn toàn là không tốt. Vì rõ ràng là tất cả các hệ thống, ví dụ như bác sĩ Dung là bác sĩ chuyên khoa về cơ xương khớp chẳng hạn, tất cả các hệ thống của chúng ta đều nuôi dưỡng cơ chế thẩm thấu xương khớp của chúng ta, nên là chúng ta đi lại vận động thì cái mạch máu của chúng ta sẽ được tăng cường nuôi dưỡng. Và đối với người già mà khi nằm lâu thì sẽ có rất là nhiều hiện tượng, ví dụ như là loét điểm tì này, rồi là ví dụ như là có bệnh lý về phổi, viêm phổi thì sau đấy có thể gây xẹp phổi. Do vậy mà cái việc vận động khi mà chúng ta bị nhiễm COVID nó rất là quan trọng. Thật ra đối với những cái người mà bị nhẹ ấy, thì không có vấn đề gì, nhưng mà đối với những người nặng ấy, thì hoặc là vào ICU hay là khoa hồi sức tích cực đấy, thì cái vấn đề này nó rất là quan trọng. Và cái vấn đề là khi mà kể cả sau khi mà chúng ta phục hồi thì chúng ta cũng vẫn phải tập thở để làm sao mà cái phổi của chúng ta nó được phục hồi sau đấy. Bởi vì mọi người sẽ hiểu là như thế này, cái con COVID ấy, SARS-CoV-2 ấy, nó sẽ tấn công vào các tế bào mạch máu. Tức là ở đâu có mạch máu thì nó sẽ tấn công ở đấy. Ví dụ là mạch máu thì ở phổi là cái cơ quan đầu tiên mà hứng chịu nó. Thì mọi người sẽ hiểu là tại sao lại có hiện tượng giảm oxy thầm lặng. Tại vì nó cứ tấn công những cái mạch máu nhỏ ấy. Chứ con này nó không tấn công mạch máu lớn, nó cứ tấn công những cái mạch máu nhỏ và nó gây gây tổn thương dần phổi. Dẫn đến là đôi khi đến ngày thứ 7 chúng ta đo huyết áp SpO2 có thể bình thường, nhưng có thể là sang ngày qua ngày thứ 7 thì có một hiện tượng giảm nghiêm trọng, hoặc là nhiều người không theo dõi cái SpO2 và đến một lúc nào đấy thì cảm thấy mệt, cảm thấy khó thở, thì lúc đấy là đã giảm rất là nghiêm trọng rồi. Vì tại sao chúng ta lại hiểu là cơ thể của chúng ta nó sẽ có những cái nguyên tắc bù trừ, khi mà tổn thương mạch máu nhỏ như thế cơ thể những chỗ khác nó sẽ bù trừ lại và chúng ta sẽ không phát hiện ra được những cái tổn thương đấy. Và đến một lúc nào đó khi mà cái tổn thương nó đủ lớn rồi thì chúng ta mới biểu hiện ra cái bệnh là chúng ta cảm thấy tức ngực khó thở, thì lúc đấy đo SpO2 đã tụt rất là nhiều rồi. Do vậy mà tôi vẫn mong muốn là nếu mà nhà bạn nào mà chưa có cái SpO2 thì nên sắm một cái, tại vì là giá của nó cũng không quá cao và chúng ta có thể theo dõi được cái sức khỏe của chúng ta hàng ngày. Ví dụ như là tôi đo SpO2 của vận động viên lúc nào nó cũng rất là cao, 99-100%. Còn bản thân mình mà lười vận động một cái là đo có thể là SpO2 nó vẫn nằm trong giới hạn, tuy nhiên thì nó sẽ không được cao như thế. Hoặc là đơn thuần như là chúng ta có thể lấy máu tĩnh mạch ấy, chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở trong viện, có chia sẻ với chị Phạm Hà Thu là có những cái lúc mà tôi lấy máu xét nghiệm ấy, tôi xem cái mẫu máu. Thế thì có một cái câu chuyện là đối với những người mà ít tập luyện ấy thì cái máu ấy nó rất là cái màu nó sẽ sậm hơn những cái máu mà những cái người mà tập luyện nhiều hơn. Đó. Do vậy mà khi tập luyện hoặc là khi chúng ta tập thở thì cái oxy trong cơ thể nó được tưới máu và cái máu của chúng ta nó sẽ hồng hơn và sáng hơn. Đó là lý do tại sao mà cái chương trình ngày hôm nay tôi muốn thông điệp muốn gửi đến mọi người là mọi người hãy tập thở thường xuyên nhé. Và không biết có bài tập còn một cái bài tập mà bác sĩ Dung muốn chị Phạm Hà Thu có thể chia sẻ mọi người nữa, đấy là sau khi mà các bạn đã tập thở được rồi thì các bạn có thể tập bụng nữa, tại vì mọi người biết rồi đấy, bụng nó liên quan đến cái vấn đề thở đúng không ạ? Như chị Phạm Thu có chia sẻ về bài tập thở bụng đấy, thì cái bụng của chúng ta ấy, nó liên quan rất nhiều đến cái vấn đề thở. Những cái người bụng to ấy là thông khí cực kỳ kém, và những người có một cái câu gọi là gì nhỉ? Vòng bụng càng to thì vòng đời càng ngắn đúng không ạ? Thì chị Thu có thể chia sẻ cách làm sao để các bạn có thể giảm được cái vòng bụng của mình và tập cái vùng bụng của mình một cách tức là những bài tập rất là nhẹ nhàng đơn giản thôi, không cần phải cầu kỳ phức tạp mà các bạn có thể cải thiện được cái vòng bụng và cái thông khí phổi tốt hơn. Các bạn xin mời chị. Như các buổi yoga mà tu tập hàng ngày ấy, thì đều được kết hợp giữa các bài tập thở và các bài tập siết bụng. Và ở các bài tập siết bụng ấy, thì nhiều khi ấy là chúng ta sẽ phải tập liên hoàn ở trong một bài tập đó. Thì mọi người có thể là tìm tư thế ở trong yoga, ví dụ như là tư thế chiến binh này, hay là tư thế con cá này. Và tư thế con cá, mọi người sau livestream này nhé, thì mọi người có thể tìm cái tư thế này. Và mọi người sẽ thấy là cái tư thế này nó rất là dễ tập, và ngoài ra thì nó sẽ cải thiện cái vòng bụng cho các chị em rất là đáng kể. Và cái việc mà mọi người hít thở đúng ở trong yoga ấy, thì nó cũng sẽ giúp cho mọi người cảm thấy là sau một bài tập thì sẽ cảm thấy rất là thoải mái này, cũng như là rất là sảng khoái. Vì nếu mà mọi người thở đúng ấy, thì tất nhiên là cái lượng oxy mà đưa vào cơ thể nó sẽ đủ, và nó sẽ khiến cho mọi người cảm thấy là cái tình trạng ví dụ như là hay chóng mặt này nó cũng sẽ cải thiện hơn rất là nhiều. Và cái việc mà chúng ta cái cách hít thở sâu ấy và dài thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể của mọi người gọi là được thư giãn hơn này, cũng như là mọi cơ quan của chúng ta thì sẽ được điều tiết này, giúp cân bằng và gần như là chữa lành mọi cái tổn thương ở cái cơ quan nội tạng.
Và khi mà mọi người tập những cái bài tập yoga hàng ngày và chỉ là những cái bài tập nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như là mọi người mới tập ấy thì chúng ta sẽ tập từ 15 cho đến 20 phút một ngày và sau đó thì chúng ta sẽ tăng dần lên. Vì Thu biết ấy là có những anh chị em ở đây ấy, mà chúng ta cũng chưa quen lắm với những cái bài tập yoga thì chúng ta sẽ chưa tập những cái bài tập gọi là nhiều thời gian vội. Vì trung bình với những người mà hay tập như Thu ấy thì sẽ rơi vào tầm là 1 tiếng hơn để tập. Nhưng mà cái thời gian mà Thu mới tập thì Thu chỉ tập tầm 30 cho đến 45 phút để làm quen thôi. Và sau đó thì chúng ta mới tăng dần lên. Và cái việc mà chúng ta hít thở, đặc biệt là cái bài thở cơ hoành ấy, thì ở đây Thu thấy là có mấy anh chị cũng ghi trong phần comment ấy là hướng dẫn lại cái bài tập thở cơ hoành. Thì mọi người để ý là khi mà tập bài tập thở này thì chúng ta sẽ phải ngồi thẳng lưng. Và sau đó thì mọi người làm sao cho cơ thể cảm thấy thật là thoải mái này, thì mọi người có thể là ngồi ở ghế sofa hoặc là ngồi ở giường hoặc là ngồi bất kỳ đâu, ngồi ở dưới đất cũng được mà mọi người cảm thấy thoải mái nhất. Và sau đó thì chúng ta sẽ phải thật thẳng lưng này, bẻ thật gọi là thật thoải mái cái phần ức, phần ngực của mình. Và sau đó chúng ta sẽ hít vào một hơi thật sâu, tay thì để ở dưới bụng để kiểm tra xem là cái phần khí của mọi người đã xuống dưới bụng chưa và đã phình bụng ra chưa. Và sau khi mọi người nâng nâng cằm của mình lên một chút, hít vào và phình bụng ra. Và mọi người có thể giữ ở đây trong vòng là từ 2 cho đến 3 giây và sau đó thì mọi người thở ra. Và cái phần khí mọi người thở ra ấy, thì mọi người sẽ cho nó qua phần cổ họng. Thì mọi người để ý khi mà cái phần khí đi qua phần cổ họng ấy thì nó sẽ gây ra một cái gọi là tiếng ồn đấy. Thì đây cũng là một cách thở rất là tốt. Và sau đó thì mọi người thở hết cái phần khí này ra và đồng nghĩa với việc là bụng của chúng ta sẽ hóp lại. Thì đây là Thu cũng gọi là mô tả luôn cái phần thở cơ hoành mà có một số anh chị em vào sau cũng không để ý. Và cái bài tập thở này thì mọi người tập thở hàng ngày ấy, thì nó sẽ giúp là cải thiện cái chức năng co giãn cổ phổi này, thanh lọc cơ thể này và loại bỏ gần như là những cái toàn bộ những cái chất độc bên trong. Và có một bài tập thở nữa mà Thu thấy khá là hay và Thu nghĩ là bác sĩ Dung cũng biết, đấy chính là cái bài tập thở của các bác sĩ là tập thở mà cái phản ứng ho ấy. Hít vào xong là chúng ta sẽ bật ra như là một tiếng ho ấy. Bác sĩ Dung có biết bài tập thở đấy không ạ? Vâng ạ, nhờ chị Phạm Hà Thu có thể hướng dẫn cho mọi người ạ. Vâng, trong tất cả những cái bài tập thở thì mọi người chúng ta sẽ ngồi thẳng lưng và làm sao để cho thấy thật thoải mái. Và sau đó thì bây giờ mọi người nhất chuẩn bị này, chúng ta sẽ hít vào một hơi thật sâu ạ, giơ tay lên, hít vào ạ, rồi sau đó mọi người giữ ở đây xong mà thở ra. Bác sĩ Dung phải thở mạnh hơn ạ, phải thở mạnh hơn ạ. Đó, bác sĩ Dung phải thở mạnh hơn như thế. Và trong Thu thấy là các bài tập của các bác sĩ thì đối với bài tập thở trong yoga này thì nó cũng chỉ là hơi khác đi một chút thôi, bằng cách là bác sĩ sẽ ho thành tiếng luôn. Đó, tức là sẽ giơ tay như thế này và sau đấy thì sẽ đó. Thì Thu thấy là các bác sĩ cũng rất là hay tập bài tập thở này và Thu thấy là về yoga cũng như là về y học ấy thì cũng có một cái mối sợi dây liên kết. Vâng ạ, một cái bài tập rất là thú vị mà mọi người có thể tập hàng ngày khi mà mọi người bị có rất là nhiều nờm hoặc là có rất là nhiều những cái khi mà cái giai đoạn sau khi mà chúng ta nhiễm COVID thì giai đoạn đầu thì giai đoạn virus nhân lên đúng không ạ? Thì giai đoạn sau thì giai đoạn cơ thể xuất hiện những cái phản ứng viêm và nó sẽ tăng tiết dịch ở các hệ thống đường hô hấp. Ví dụ như tại sao chúng ta thấy chảy mũi nhiều này. Thì ở trong phổi nó cũng sẽ có tăng tiết những cái dịch như thế. Và cái bài tập này khi mà chúng ta ho thành tiếng như thế bật ra thì chúng ta sẽ bật được những cái chất tiết rồi những cái chất thải hoặc là đờm ra khỏi cơ thể để chúng ta có thể tống nhanh những cái chất thải ra. Thì mọi người lưu ý nhé, mọi người cũng có thể hoàn toàn tập cái bài tập này để làm sạch phổi, làm sao mà để chúng ta có thể thải được cái virus nhanh hơn. Và rất là nhiều bạn hỏi bác sĩ là làm sao để tôi có thể thải con virus này nhanh nhanh hơn được, và có cái thuốc nào để uống điều trị không? Thì thưa với mọi người là không có, những cái quan trọng là do cái sức đề kháng của mọi người thôi. Và hàng ngày thì mọi người cứ tập thở đi, cứ tập ho đi, và chúng ta uống thật nhiều nước lên để cơ thể có thể đào thải nó ra khỏi cơ thể, thì đấy là một cái biện pháp tốt nhất mà dành cho mọi người. Và lại nói về một cái câu chuyện hôm nay thì tôi cũng nhận được rất là nhiều cái phản hồi. Tôi có đăng một cái video về câu chuyện tắm gội ở trong khi mà bị COVID thì cũng rất là nhiều nhận được nhiều cái phản ứng trái chiều. Thì hôm nay thì đang có rất là nhiều bạn xem đây thì tôi cũng cũng muốn chia sẻ thêm về cái vấn đề tắm gội. Thì không biết chị Phạm Hà Thu nghĩ sao về cái vấn đề mà khi bị F0 thì chúng ta có nên tắm không ạ? Nói chung là với một người mà cũng gọi là ở gia đình cũng có rất là nhiều F0 trong cái tuần vừa qua ấy, thì gia đình mình vẫn tắm bình thường. Và sau khi mà gọi là âm tính rồi ấy, thì mới thấy là trên mạng có rất là nhiều bài viết là F0 thì không nên tắm đâu, bởi vì là tắm xong thì dễ bị gọi là biến chứng nặng hơn lắm. Nhưng mà khi mà gia đình mình gọi là
test lên dương tính ấy, thì cũng có hỏi bên y tế phường và họ nói là vẫn nên tắm bình thường, chỉ có cái là chúng ta cái thời điểm đó thì hơi gọi là cũng thời tiết cũng khá lạnh ấy, nên là tắm thì phải đủ điều kiện là kín gió, còn nếu không thì chỉ thay đồ thôi nếu phòng trường hợp là cảm lạnh. Vâng ạ, thì mọi người sẽ hiểu như thế này nhá. Tại sao thì cái việc mà chúng ta ví dụ như cơ thể của chúng ta đang khỏe mạnh đúng không ạ? Chúng ta đi tắm thì có phải là chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn không ạ? Hoặc là những bạn nào mà ở dơ thì sau khi tắm thì chúng ta sẽ thấy dễ chịu hơn rất là nhiều đúng không ạ? Vậy nên là cái việc tắm ấy nó sẽ giúp chúng ta, một là khi tắm nước ấm thì nó sẽ giúp chúng ta giãn nở lỗ chân lông này, và tăng cái sức tăng cái hệ miễn dịch bẩm sinh và giúp chúng cơ thể chúng ta khoan khoái và thoải mái hơn. Tuy nhiên có một cái lưu ý là khi mà cơ thể bác sĩ vẫn nói trong cái video là chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình. Nếu như mà cơ thể của chúng ta cảm giác ớn lạnh hoặc là cảm thấy yếu quá thì chúng ta lại không nên tắm. Bởi vì sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì tắm là một quá trình khiến lỗ chân lông của chúng ta được giãn nở ra và là giúp chúng ta giảm hạ thân nhiệt. Do vậy mà đối với một số bạn mà có cái triệu chứng mệt mỏi nhiều hoặc là ớn lạnh ở đó, hoặc là các bạn đang sốt cao chẳng hạn, thì các bạn cũng không ở hoặc là cảm thấy là người mình nó không được khỏe cho lắm, thì các bạn chỉ nên lau người bằng nước ấm thôi chứ không nên tắm. Bởi vì khi mà cơ thể của chúng ta đang cảm giác ớn lạnh như vậy, rét như vậy mà chúng ta đi tắm thì nó sẽ giúp tiếp tục hạ cái thân nhiệt và chúng ta sẽ cảm thấy là dễ bị cảm lạnh hơn. Đó là cái lý do mà tại sao tôi lại chia sẻ một cái video thế và nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều, thì hôm nay cũng muốn giải thích lại cho mọi người cái việc như vậy. Thì hôm nay thì chúng ta có một cái vị biên tập viên rất là xinh đẹp bên đây, nên là tôi không nói quá nhiều về chuyên môn, mà chúng ta sẽ có những cái đời thường một chút là chăm sóc và điều trị tại nhà như thế nào, về những cái ví dụ như vấn đề về tập thở này, về những cái tắm rửa này, hoặc là dinh dưỡng. Thì rất là nhiều bạn hỏi tôi là F0 thì liệu có phải kiêng gì không? Có phải ăn uống, có phải kiêng gì không? Thì quan điểm của chị Phạm Hà Thu như nào ạ? Thực ra ấy, với quan điểm gọi là như là một người dân như mình, với gọi là không có chuyên môn, với cái việc là những gọi là cộng đồng các bác sĩ, thì Thu nghĩ ấy, là những cái bài chia sẻ trên mạng ấy, thì rất là nhiều, và nhiều khi là mọi người cứ khuyên chúng ta là không nên ăn món nọ, không nên ăn món kia, rồi cái làm cho gia đình mình cũng thắc mắc là thế thì nhà thì đang rất là thích hải sản thì không không biết là có nên kiêng hải sản không. Nhưng mà đến khi mà mình cũng hỏi các bác sĩ ở trong cộng đồng đợt này là đồng hành cùng với F0 ấy, thì các bác cũng có chia sẻ là không nên kiêng cái gì cả, và lúc đó thì gia đình mình cũng ăn uống bình thường, không có kiêng món gì cả, thích thì ăn hải sản, nếu mà nhà nào điều kiện hơn thì ăn yến, mọi người vẫn ăn bình thường. Trong cái giai đoạn mà nhà mình điều trị tại nhà thì cả gia đình cũng không kiêng món gì cả. Vâng ạ, và cũng chia sẻ với mọi người là chúng ta sẽ hiểu là như thế này nhá. Cái việc dinh dưỡng ở trong khi mà chúng ta nhiễm COVID nó rất là quan trọng, bởi vì cơ thể của chúng ta ấy, nó bình thường lao động bình thường như thế này, nó sẽ không bằng cái việc mà chúng ta tiêu hao năng lượng để chống lại con virus đó, bằng việc sốt, bằng việc ho, bằng việc đi ngoài, bằng việc nôn đó. Thì cơ thể của chúng ta nó cần rất là nhiều năng lượng, do vậy mà giai đoạn này thì cái dinh dưỡng nó cực kỳ quan trọng. Ví dụ như bác sĩ Dung trong cái giai đoạn vừa rồi thì bị mất mùi, mất vị và gần như ăn uống rất là kém, mình vẫn cố gắng để ăn hoặc là mình uống những cái thực phẩm bổ sung, ví dụ như là sữa chẳng hạn, để cải thiện cái bữa ăn của mình, làm sao mà chúng ta có thể ăn thật nhiều để cơ thể của chúng ta có thể chống chọi lại. Và cái vấn đề là mọi người kiêng cái gì thì bác sĩ Dung sẽ trả lời đó là kiêng những cái thực phẩm mà khiến chúng ta dị ứng. Ví dụ như bạn dị ứng với tôm, bạn dị ứng với cua thì giai đoạn này bạn đừng có ăn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta đã chiến đấu với con virus đấy đó mà chúng ta lại ăn cái đồ ăn mà khiến chúng ta dị ứng thì đó là điều không nên. Và có một cái vấn đề là hôm nay cũng có một cái câu hỏi là F0 thì có nên ăn tôm không? Câu trả lời là có các bạn nhé. Nhưng mà chúng ta nên loại bỏ cái phần vỏ tôm, bởi vì khi mà chúng ta bị ho nhiều, cái phần vỏ tôm có thể kích thích cái họng khiến chúng ta ho nhiều hơn. Hoặc là ví dụ như chúng ta ăn lạc ấy, nếu mà chúng ta bị ho nhiều mà cái vỏ lạc hoặc là những cái hạt đấy, những cái hạt mà nó gây ra những cái khó chịu ở họng này thì chúng ta lại cũng không nên ăn, bởi vì lúc này chúng ta đang bị ho rất là nhiều rồi. Đó, thì ho là một cái phản xạ rất là tốt. Bác sĩ Dung vẫn nhắc nhắc lại cái vấn đề là tại sao chúng ta lại phải ho, ho để tống virus ra khỏi cơ thể. Nên là nhiều bạn cứ nhắn tin cho bác sĩ Dung hỏi có cách nào mà giảm ho cho cháu không, có cách nào để tôi giảm ho không. Thì bác sĩ Dung trả lời là chúng ta nhá, nếu như chúng ta không thật sự là chúng ta không có khó chịu quá nhiều với cái ho đấy thì chúng ta cứ kệ nó đi, để cho cơ thể có thể đào thải cái con virus đó ra khỏi cơ thể. Và nếu mà trong trường hợp mà ho khiến bạn đau quặn bụng hoặc là ho nhiều quá khiến ảnh hưởng đến sinh hoạt của bạn, ví dụ như bạn không thể ngủ được, thì lúc đấy chúng ta mới cân nhắc là dùng các nhóm thuốc giảm ho. Hoặc là ví dụ như chúng ta đơn giản như chúng ta ngậm cái hạt khá tử chẳng hạn,
để cho chúng ta đỡ ngứa họng, hoặc là chúng ta súc họng bằng nước muối sinh lý thường xuyên chẳng hạn, cũng giảm cái phản xạ đấy, và chúng ta sẽ uống nước mỗi lần 15 phút thì nó cũng sẽ giảm được cái phản xạ ho cho mọi người. Đó là những điều mà tôi muốn nhắn nhủ ngày hôm nay, là chúng ta kết hợp này, dinh dưỡng này, ăn uống thật là nhiều này, tập luyện này, và một cái tinh thần lạc quan nữa, đúng không ạ? Hôm nay thì cũng muốn chị Thu có thể chia sẻ mọi người, vì trong những cái tin nhắn gửi đến bác sĩ Dung thì có một vấn đề nữa, đó là cái vấn đề mà mọi người bị rối loạn cảm xúc, rồi là mất ngủ, rồi là những cái căng thẳng ở trong cái khi mà chúng ta nhiễm COVID. Đôi khi là ngày xưa ấy, khi mà một người nhiễm COVID thì có thể bị cả làng kỳ thị đó, thì nhưng mà bây giờ thì khi mà cái lượng F0 nó đã nhiều như thế này thì chúng ta không còn kỳ thị với lại người F0 nữa. Tuy nhiên thì họ vẫn bị lo sợ quá đáng, hoặc là ví dụ họ đọc những cái bài đăng không chính thống ở trên mạng, họ bị lo lắng quá mức. Thì chị Thu có thể hướng dẫn mọi người cách mà ở trong yoga có thể giúp mọi người giải tỏa được và mọi người có thể ngủ ngon hơn không ạ? Quay trở lại cái việc là những cái tác dụng của yoga ấy, đối với việc là mọi người sẽ cân bằng cảm xúc của mọi người như thế nào, thì có lẽ là yoga thì mọi người nghe thì rất là nhiều rồi, nhưng mà cái việc ấy mà chúng ta gọi là thiền mỗi ngày, đôi khi ấy, thì mọi người sẽ thấy là nhiều người thì họ thiền được tận 30 phút đến 1 tiếng ấy, nhưng mà ở thời gian đầu ấy nhiều khi là chúng ta chỉ cần ngồi thiền tĩnh tâm 5 phút thôi là nó đã rất là tốt rồi, vì mọi người sẽ hiểu ấy là cái ý nghĩ ở trong đầu chúng ta một ngày thì nó rơi vào mấy trăm nghìn ý nghĩ. Và nhiều khi thì cái những ý nghĩ nó chỉ lướt qua trong đầu thôi và nó sẽ nảy sang một cái ý nghĩ khác. Và cái việc mà chúng ta tĩnh tâm lại một ngày ấy, thì nó cũng sẽ rất là quan trọng. Và cái việc mà Thu ngồi thiền 5 phút mỗi ngày vào buổi sáng ấy, là Thu sẽ thực hiện, một là sau khi mà mình ngủ dậy, hai là sau khi mà mình đã vệ sinh cá nhân rồi và mình sẽ ngồi thiền 5 phút trước khi đọc sách. Thì với cái việc ngồi thiền ấy, mọi người đôi khi ấy, chỉ cần là những cái việc mà mọi người sẽ ngồi thật là thoải mái thôi, và đặc biệt vào buổi sáng thì đây là một cái thời điểm mà mọi người có thể thanh lọc được những cái ý nghĩ sẽ rất là tốt, và nó sẽ gọi là bắt đầu cho một ngày mới mà chúng ta sẽ suôn sẻ hơn, vui vẻ hơn. Và cái việc ngồi thiền, mọi người sẽ ngồi trên trên giường này hay là ngồi lên trên ghế, bất cứ nơi nào mà mọi người cảm thấy thoải mái nhất, và mọi người thực hiện chính những cái bài tập thở mà Thu vừa hướng dẫn cho các bạn đó. Mọi người có thể tập bài tập thở cơ hoành này, hoặc là những cái bài tập thở hít vào thở ra nó rất là nhẹ nhàng. Và đôi khi mọi người đừng có tập trung quá vào cái phần là bụng chúng ta có phình ra không, thì lúc đó vô hình ấy là chúng ta sẽ trở nên cảm thấy là căng thẳng với những cái suy nghĩ của mình. Và đơn giản mọi người sẽ tập trung vào cái hơi thở của mình thôi, ngồi ở trên giường này sau khi ngủ dậy, và mọi người sẽ khoanh chân này, và sau đó thì chúng ta sẽ để hai tay lên đùi đó, và sau đó thì mọi người sẽ tập trung vào cái hơi thở của mình. Và đây chính là những cái bài tập mà những master Ấn Độ, những huấn luyện viên trong yoga đã hướng dẫn Thu trong suốt thời gian vừa qua. Và chỉ cần mọi người tập trung vào hơi thở của mình ấy, thì mọi những cái mọi người cảm thấy là căng thẳng này hay là những cái lo âu này thì nó sẽ đều được tan biến đi rất là nhanh, và mọi người sẽ có một ngày làm việc nó nhẹ nhàng hơn và nó suôn sẻ hơn rất là nhiều. Và một bài tập nữa mà Thu cũng rất là hay tập vào buổi sáng khi mà mình ngồi thiền ấy, đấy chính là động tác mà chúng ta chỉ cần hít vào một hơi thật sâu và sau đó thì chúng ta sẽ thở ra bằng mũi nhẹ nhàng như vậy thôi. Mọi người cũng không cần phải quá căng thẳng là ô nó có vào ngực không hay là ô nó có vào bụng không, mà chính những lúc này là những lúc mà chúng ta sẽ cần dành thời gian cho bản thân của mình. Và thiền cũng là một trong những cái phương pháp mà để chúng ta tĩnh tâm rất là tốt. Đôi khi là cái việc mà mọi người bị F0 ấy, nó nhìn bình thường thì có vẻ là mọi người không lo đâu, khi mà mọi người xem gọi là những cái buổi livestream của chiến dịch đồng hành cùng với F0, mọi người sẽ thấy là ồ hóa ra là cái phương pháp để xử lý thì nó cũng dễ nhỉ. Nhưng mà đến khi ấy, mà mọi người cầm lên một cái kit test hai vạch ấy, thì mọi người sẽ hiểu được cái cảm giác lúc đấy nó như nào, nó cũng khá là lo lắng. Chính vì thế mà khi mà mọi người lật dở lại những cái livestream mà trong chiến dịch đồng hành cùng với F0 đợt này của bên mình cũng như là bên bác sĩ Thùy Dung, thì mọi người sẽ gần như là cuốn cẩm nang ấy, để khi mà chúng ta cần cái thông tin gì thì chúng ta sẽ lật dở nó ra. Và như thế thì mọi người cũng có thể là chia sẻ lại cái livestream ấy, để nhiều khi là bác sĩ Dung thì cũng livestream cũng khá là nhiều, nên là mọi người chia sẻ đến lúc chúng ta cần thì chúng ta sẽ thở, à chúng ta sẽ mở ra. Và bài tập thiền hàng ngày ấy, rất là tốt để cho mọi người có thể là tĩnh tâm và giảm bớt căng thẳng, lo âu và có thể cả cân bằng được cảm xúc. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của chị Phạm Hà Thu rất là nhiều. Và chúng ta đã học hôm nay thì chúng ta đã có những cái bài tập này, bài thiền này, và nói về vấn đề ăn uống và tập luyện, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành cái thời gian để chia sẻ cùng với mọi người xem là tình hình sức khỏe mọi người thế nào, và có những cái thắc mắc nào thì mọi người có thể đặt những cái câu hỏi bên dưới, thì tôi sẽ dành thời gian ra để trả lời cho mọi người nhé. Và nếu mà có câu hỏi về bài tập thở hoặc là tất cả những bài tập liên quan đến yoga thì mọi người hoàn toàn có thể đặt ở bên dưới, thì để vị khách mời của chúng ta hôm nay có thể trả lời cho mọi người nhé. Và các bạn trong những cái
câu hỏi ở phía trên thì đã bị trôi mất rồi, và hy vọng là các bạn có thể đặt lại cho tôi những cái câu hỏi để tôi có thể ghi lên đây và chúng ta sẽ cùng trả lời nhé. Hôm nay thì do là live stream ở trên hai page nên là sẽ có những cái câu hỏi ở page của chị Phạm Hà Thu nữa, thì mọi người hoàn Vâng. toàn có thể đặt câu hỏi ở dưới. À, nhân đây thì cũng mời bác sĩ Dung và cộng đồng của bác sĩ Dung, có thể là nếu mà chúng ta gọi là mong muốn một cái thể trạng tốt này, tăng đề kháng này, thì sắp tới thì Thu sẽ cố gắng để tổ chức được là 2 buổi tập yoga miễn phí 1 tuần, để cho mọi người có thể là gọi là tăng cái đề kháng của mình lên, và cũng như là chúng ta sẽ có một bộ môn để rèn luyện thể lực hàng ngày, và không chỉ là đợi đến khi Covid mà mọi người mới quan tâm đến những cái bài tập thở hay là quan tâm đến những cái bài tập nhẹ nhàng, thì mọi người có thể là vào fanpage của Thu, và Thu sẽ cố gắng là trong thời gian tới, một thời gian 1 2 tuần tới, thì Thu sẽ tổ chức là chúng ta sẽ tập cùng với nhau 2 buổi yoga 1 tuần đó, thì rất là mong bác sĩ Thủy Dung cũng có thể là tham gia với Thu những cái Vâng buổi tập ạ, như rất này. là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian ra để trả lời một số câu hỏi nha. Bạn Đôi Mắt có hỏi là bác sĩ ơi, em bị F0 ngày thứ 11, test vẫn dương tính thì có lo lắng quá không ạ? Đã tiêm 2 mũi rồi ạ. Bạn Đôi Mắt ơi, ngày thứ 11 dương tính vẫn là cái chuyện bình thường nhé. Ngày thứ 14 bạn có thể test lại. Bạn không cần phải lo lắng quá đâu, bởi vì cái kit test của chúng ta ấy, trừ Việt Á ra nhé. Tôi không nói chuyện này, câu chuyện là kit test của Việt Á. Thì cái xác của vi khuẩn ấy nó cũng vẫn nhận là kháng nguyên, thì mọi người sẽ hiểu là khi mà chúng ta sử dụng cái kit test đấy thì chúng ta lấy dịch tị hầu đúng không ạ? Thì cái dịch tị hầu đấy chúng ta sẽ lấy được cái kháng nguyên, tức là ví dụ cái xác của con virus đấy hoặc là những cái vỏ của con virus đấy ra, thì cái kit test đấy nó cũng sẽ dương tính. Do vậy mà giai đoạn này khi cơ thể của bạn đang thải cái xác của nó ra rồi, có thể là nó đã chết rồi, nhưng mà cái kit test đấy dương tính thì vẫn là chuyện bình thường nhé bạn nhé. Bạn không cần phải quá lo lắng vào ngày thứ 14 thì bạn test lại. Và bây giờ thì Bộ Y tế đã cho cái công văn thông báo mới, đó là 10 ngày thì có thể F0 vẫn đi làm bình thường đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần cách ly 10 ngày trong trường hợp là bạn đã tiêm đủ vaccine, 2 mũi vaccine, bạn không cần phải quá lo lắng đâu nhé. Bạn Đinh Hồng nó hỏi bé nhà em bị viêm phế quản, cả COVID nữa, bác sĩ có cho dùng cả kháng sinh nữa, vậy có sao không ạ? Em cảm ơn ạ. Thì cái vấn đề là viêm phế quản này do nguyên nhân gì? Nếu như mà viêm phế quản do virus thì chúng ta không dùng kháng sinh, còn nếu mà viêm phế quản mà bác sĩ của bạn nghĩ do vi khuẩn thì có thể cho dùng kháng sinh bạn nhé. Còn tôi vẫn nhấn mạnh là virus SARS-CoV-2 là virus không phải vi khuẩn, do vậy mà việc dùng kháng sinh ở đây không có ý nghĩa. Và trong gia đình của tôi thì không một ai dùng kháng sinh cả. Đó là cái điều mà muốn nhấn mạnh với mọi người. Còn trong trường hợp có nghi ngờ nhiễm khuẩn, ví dụ như bạn sốt cao liên tục không hạ, bạn có các dấu hiệu của việc nhiễm khuẩn và lúc đấy phải được đánh giá bởi bác sĩ. Và có những cái xét nghiệm đặc hiệu, ví dụ như chúng tôi sẽ phải xét nghiệm CRP, chúng tôi sẽ phải xét nghiệm thêm một số xét nghiệm bạch cầu nữa, xem bạch cầu mono có tăng cao không, thì lúc đấy chúng tôi mới có thể có lựa chọn là có sử dụng kháng sinh hay không. Bạn Hương Giang có hỏi là chào bác sĩ, cháu mới 18 tuổi bị F0 2 ngày nhưng đau đầu, đau xương, ngạt mũi, ho nhiều thì có bài tập nào để cải thiện không ạ? Vâng ạ, cái câu hỏi về bài tập thì sẽ mời chuyên gia của chúng ta là chị Phạm Hà Thu nhé. Ở bài tập mà để cải thiện là về phần ngạt mũi này và phần đau đầu, thì mọi người có thể tập bài tập thở này nhé. Chúng ta sẽ ngồi thẳng này, và khi mà chúng ta sẽ để tay như thế này, hít vào thì mọi người sẽ một hít một hơi thật sâu, và mọi người sẽ mở lồng ngực của chúng ta như thế này để chúng ta có thể là đưa không khí vào tốt nhất. Đó mọi người. Sau đó giữ ở đây tầm 2-3 giây, rồi sau đó chúng ta sẽ thở ra và chúng ta sẽ khum người lại như thế này. Lưng mọi người sẽ hơi gù nhé. Và còn khi mà chúng ta sẽ gọi là hít vào thì chúng ta sẽ mở thật căng lồng ngực ra, và sau đó thì thở ra thì mọi người sẽ khum cái lưng của mình lại. Đó, thì bạn Hương Giang có thể tập bài tập này hàng ngày. Còn nếu mà trong trường hợp mà bạn vẫn cảm thấy ngạt mũi quá ấy, thì chúng ta sẽ phải hỏi những cái đơn thuốc của bác sĩ làm sao để có những cái loại thuốc nào để giúp cho bạn có thể là đỡ cái tình trạng ngạt mũi của bạn hơn. Còn nếu mà nó nhẹ thôi thì các bạn có thể vận dụng cái bài tập này hàng ngày một cách là đều đặn, thì nó sẽ cải thiện cho bạn rất là rõ nhé. Vâng ạ, tập thở còn giúp chúng ta cải thiện cái tình trạng ngạt mũi đúng không ạ? Rõ ràng là một cái lợi ích rất là lớn, bởi vì hầu như những bệnh nhân bị F0 thì đều bị ngạt mũi cả. Và các bạn lưu ý là chúng ta chỉ cần nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý, rửa mũi, và nếu mà ngạt quá thì chúng ta có thể dùng Otrivin thì nó sẽ cải thiện được cái triệu chứng này nhé. Còn cái triệu chứng đau đầu khi mà cái độc tố của virus sinh ra thì chúng ta cũng bị đau đầu, đấy là chuyện hết sức bình thường, bạn không cần phải quá lo lắng. Và chúng ta có thể dùng các nhóm thuốc giảm đau.
hoặc là những cái nhóm thuốc bổ não như Ginkgo để cải thiện cái tình trạng này. Còn về cái ho nhiều ấy thì bác sĩ cũng đã nói ở phần trước livestream, ho là một phản xạ tốt. Nếu như ho không có quá đáng ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn thì các bạn cứ kệ nó đi, để cho nó ho, và chúng ta có thể uống nhiều nước, súc miệng bằng nước muối sinh lý ấm, và chúng ta có thể là ngậm cái hạt kha tử thì cũng sẽ giúp, hoặc là các loại viên ngậm đông y thảo dược cũng sẽ giúp cái tình trạng đấy cải thiện. Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Hương Giang ạ. Chúng ta sẽ đi một số câu hỏi khác nữa nhé. Hôm nay là có thể trả lời được hai test luôn đấy bác sĩ, chị Thu ạ. Bạn Hồng Chiên có hỏi là chào chị, em bị F0 7 ngày, test lại đã âm tính, hôm nay ngày thứ 8 em thấy đau đầu, khó ngủ. Hai chị cho em lời khuyên ạ. Đó, thì bác sĩ cũng đã nói rồi, sau khi mà nhiễm COVID xong thì chúng ta sẽ rất là nhiều người có cái biểu hiện khó ngủ. Và ngoài bác sĩ thì sẽ không được chuyên về yoga như chị Thu. Chúng ta hoàn toàn có thể thiền trước khi chúng ta đi ngủ, vệ sinh giấc ngủ của chúng ta. Nhưng mà ngoài ra thì các bạn có thể mua một cái loại thuốc đó là Rotunda để hỗ trợ nhé. Đó là một cái loại thuốc thảo dược được chiết xuất từ củ bình vôi, hoàn toàn chúng ta uống không có cái tác hại gì cả. Và mọi người có thể mua uống 2 viên trước khi đi ngủ để chúng ta có thể dễ đi vào giấc ngủ hơn. Đó, nếu mà cái tình trạng mất ngủ này của chúng ta kéo dài thì chúng ta phải đi khám bác sĩ tâm lý sau đấy nhé. Bởi vì đôi khi những cái hậu COVID nó không đến từ cái tổn thương thực thể mà nó lại đến từ cái tổn thương tinh thần, tức là mọi người lo lắng quá mức và mọi người căng thẳng quá dẫn đến là cái tình trạng mất ngủ. Do vậy mà nếu mà cái tình trạng mất ngủ của mọi người kéo dài thì mọi người nên đến các chuyên khoa về bác sĩ tâm lý nhé. Chúng ta sẽ đi một số các câu hỏi khác ạ. Chị Duyên Vũ có hỏi bác sĩ ơi, F0 10 ngày rồi mà tức ngực khó thở nhiều với đêm ngủ, có cách gì để giảm tình trạng này không ạ? Đêm ngủ ít. Vâng ạ, cái câu hỏi của chị Duyên Vũ thì có lẽ là cũng rất là nhiều người gặp, nhưng mà bác sĩ cho chị hỏi chị Duyên Vũ là chị đã đo SpO2 chưa ạ? Nếu như chúng ta có triệu chứng tức ngực khó thở thì bắt buộc chúng ta phải đo SpO2, xem SpO2 của mình là bao nhiêu. Và hôm nay cũng có một cái câu chuyện cười muốn chia sẻ với chị Phạm Hà Thu, đấy là có một bạn bạn ấy gửi cho bác sĩ dùng cái SpO2 và bảo SpO2 của chị có 87 thôi, có nguy hiểm không em? Bảo là nếu mà SpO2 thấp như vậy thì nguy hiểm lắm chị ạ. Nhưng mà đến lúc bạn ấy gửi một cái ảnh thì hóa ra bạn nhầm với cái mạch. Tức là SpO2 của bạn ấy là 97%, nhưng mà bạn lại đọc cái số bên dưới là cái mạch của bạn ấy. Vậy rõ ràng là SpO2 bình thường đúng không ạ? Nên là mọi người lưu ý nhé, mọi người sẽ nhìn vào cái chỉ số SpO2 mà có ghi rõ đấy là SpO2, chứ không phải là nhìn thấy cái mạch đập ở bên dưới đâu nhé mọi người nhé. Thì chị đã đo SpO2 chưa chị Duyên Vũ? Em chưa đo ạ, em cảm ơn ạ. Vâng ạ, chị nên đo SpO2, nếu như SpO2 thấp thì chị nên nhập viện nhé. Còn nếu mà SpO2 bình thường thì vấn đề là cái chuyện khó thở chỉ là do cái tâm lý của mình thôi, thì mình hoàn toàn có tập những bài tập thở mà chúng tôi đã hướng dẫn ngày hôm nay sẽ giúp mình cải thiện cái triệu chứng đó. Còn đêm ngủ ít thì bác sĩ cũng đã chia sẻ một cái loại thuốc rồi nhé, bác sĩ sẽ nhắn tin ở dưới cái dưới đây thì mọi người có thể tìm mua cái thuốc này để uống 2 viên trước ngủ thì có thể cải thiện cái tình trạng mất ngủ nhé. Rotunda nhé, chắc là bác sĩ nhắn nhầm là Rotunda này, Rotunda như này nhé. Vâng ạ, một câu hỏi của chị Đặng Thúy là chào bác sĩ, F0 được 3 ngày nhưng SpO2 không ổn định lúc 94, 95, 96, 97, có sao không bác sĩ? Mình không khó thở, khó thở do ngạt mũi thôi. Vâng ạ, cái câu chuyện mà chúng ta chỉ số SpO2 như thế nào là bình thường thì xin trả lời là chỉ số SpO2 từ 95 trở lên là chỉ số SpO2 bình thường. Còn nếu dưới 95 thường xuyên thì chúng ta phải nhập viện. Tức là nếu mà chị thấy cái chỉ số SpO2 của chị mà từ 94 thường xuyên như vậy thì chị nên nhập viện để theo dõi, bởi vì lúc này là nó có thể là có cái tổn thương ở phổi rồi. Nên là nếu như SpO2 mà thường xuyên từ 94 nhá, còn nếu mà do cái SpO2 nó nhảy thì nó lại không có nhiều giá trị, nhưng mà nếu nó thường xuyên dưới 95, tức là 93, 94 ấy, thì nên nên nhập viện để theo dõi. Vâng, chị Ngân Lê có hỏi là bác sĩ ơi, mình hai mẹ con đều F0 từ ngày thứ 7, test PCR thì âm tính, còn bé nhà mình thì dương tính, sức khỏe bé bình thường, vậy nhà mình có bị lâu âm tính không ạ? PCR thì âm tính, hai mẹ con F0 từ ngày thứ 7, test bé nhà mình thì dương tính.
ngày thứ bảy mọi người lưu ý nhé, cái PCR ấy nó là một cái xét nghiệm cực kỳ đặc hiệu, do vậy mà virus chỉ cần còn sót một tí thôi nó cũng phát hiện ra, nên là khi mà dương tính kể cả ngày thứ 14 mà test PCR vẫn còn dương tính, mọi người cũng đừng có quá lo lắng. Đôi khi là PCR phát hiện ra nhưng test nhanh lại âm tính đó, thì mọi người sẽ hiểu là cái PCR cái độ nhạy và độ đặc hiệu của nó rất là cao. Test nhanh không phát hiện được nhưng PCR phát hiện được, tại vì là nó chỉ cần một tí thôi, nhưng mà mọi người lưu ý cái chỉ số CT nhé, nếu mà CT trên 30 thì mọi người hoàn toàn có thể yên tâm là không có vấn đề gì cả, không có khả năng lây nhiễm và virus sắp đào thải ra hết rồi, mọi người đừng có quá lo lắng nhé. Chị Phan Hồng Trần có hỏi là mình xin hỏi bác sĩ ngày hôm nay sang ngày thứ bảy mình bị chóng mặt quá. Vâng ạ, chị chóng mặt khi thay đổi tư thế hay là bình thường thì chóng mặt ạ? Ví dụ như thay đổi tư thế thì mình có chóng mặt tăng lên không ạ? Nếu như thay đổi tư thế mà mình chóng mặt tăng lên thì có thể là biểu hiện của cái hội chứng tiền đình. Thì chúng ta có thể là bổ sung thêm các thuốc tuần hoàn não và thuốc tiền đình thì mình sẽ cải thiện được cái triệu chứng này. Còn thì bạn cũng không phải quá lo lắng đâu, bởi vì là rất là nhiều người gặp cái triệu chứng này. Chị Tạ Hương có hỏi là bác sĩ ơi cho em hỏi, F0 9 ngày rồi mình test vẫn còn hơi mờ, tức ngực và khó thở, hay bác sĩ tư vấn. Vâng chị Tạ Hương ơi, chị đã đo SpO2 chưa ạ? Có rất là nhiều F0 mua đầy đủ các loại thuốc nhưng mà lại thiếu SpO2, thì bác sĩ vẫn nhấn mạnh là chúng ta cần phải có máy đo SpO2 khi chúng ta bị tức ngực và khó thở. Và những cái triệu chứng mà giảm oxy thầm lặng ấy, nó sẽ diễn biến rất là mệt, rất là từ từ và thầm lặng, chúng ta sẽ không phát hiện ra được đâu. Vì vậy mà chúng ta phải có máy đo SpO2 khi chúng ta bị tức ngực và khó thở nhé. Còn nếu như mà bạn chưa đo thì bác sĩ cũng sẽ khó tư vấn được cho mình, nếu mà SpO2 dưới 95% thì để kiểm tra xem có phổi không ạ. Bạn đôi mắt có hỏi em bị COVID khỏi rồi mà cứ thấy đau từ mắt lưng xuống chân, có hôm đau không ngủ được. Cái này thuộc chuyên khoa của thần kinh xương khớp rồi. Bạn đau thắt lưng xuống chân là có dấu hiệu của chèn ép thần kinh, nên là mình cần phải đi khám và chụp phim cộng hưởng từ nhé, để xem là cái đĩa đệm của mình có vấn đề gì không. Chị Tạ Hương có nói là SpO2 của chị 97-80. SpO2 này bình thường, mà mạch bình thường nhé chị Tạ Hương nhé, thì chị có thể áp dụng các bài tập thở thì nó sẽ cải thiện được cái triệu chứng này, và cái triệu chứng khó thở của chị chỉ là cái cảm giác thôi, mình không cần phải quá lo lắng quá đâu. Thực ra ấy, Thu thấy là cái tâm lý của mọi người ấy rất là quan trọng trong cái giai đoạn này. Nhiều khi là thậm chí là khi khỏi COVID rồi thì mọi người cũng thắc mắc là tại sao mà chúng ta không ngủ được. Thì trong những cái trường hợp này thì Thu thấy là các bác sĩ cũng tư vấn rất là nhiều đến cái việc là sẽ tăng đề kháng, cũng như là chúng ta sẽ tập những cái bài tập thở mỗi một buổi tối trước khi mà mọi người đi ngủ, thì như thế sẽ rất là hiệu quả. Và cái việc là hậu COVID, đúng không bác sĩ Dung? Hậu COVID mọi người sẽ rất là quan tâm ấy, nhưng mà cái việc là chúng ta sẽ để ý xem là cái triệu chứng trong khi mà mọi người bị F0 nó như thế nào thì nó mới là ảnh hưởng đến về sau nó có là nặng hay là nhẹ. Vâng ạ. Và tôi vẫn nói là hậu COVID nó chỉ xảy ra ở một số người và có yếu tố nguy cơ. Ví dụ như là bạn tuổi cao này, bạn có bệnh lý nền đang tiến triển này, bạn có nhiều yếu tố, ví dụ bạn có bệnh lý phổi trước đấy này, hoặc là bạn ngay từ đầu bạn đã bị nặng, và hoặc là bạn dùng thuốc sai cách này, thì những cái đấy nó mới dẫn tới là cái hậu COVID. Còn nếu như một người bình thường khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả mà chúng ta khó có thể có các triệu chứng hội chứng hậu COVID lắm, nên là mọi người cứ tâm lý mọi người cứ thật thoải mái nhé. Thì tôi đã nói rồi, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, mọi người cứ phải cười nhiều lên, tinh thần thật lạc quan lên, như bác sĩ Dung vẫn cứ đăng tải hàng ngày những cái video hoặc là những cái bài nó buồn cười một tí để cho mọi người có thể cười lên, và chúng ta sẽ thoải mái, cái tâm lý của chúng ta cũng thoải mái hơn và chúng ta sẽ nhanh khỏe hơn. Một câu hỏi là SPY mua ở đâu hả bác sĩ? Vâng ạ, SPO2 thì các hiệu thuốc đều bán nhé. Và có lẽ là đây là mùa mùa của các hiệu thuốc. Hôm nay thì bác sĩ Dung rất là buồn. Thật sự hôm nay nhận được một cái đơn thuốc của nhà thuốc Long Châu, là nhà thuốc thầu được Monopiravir của Bộ Y tế đấy. Một cái hệ thống nhà thuốc rất lớn, và vì doanh số kê cho bệnh nhân thuốc trên trời dưới biển luôn. Và cái vấn đề là gì? Một cái bệnh nhân đái tháo đường này, 62 tuổi, đã tiêm đủ vaccine, kê nào là kháng virus này, kháng đông này, kháng viêm này, tỷ thứ. Một cái đơn thuốc dài răng rặc ra này, không biết mười mấy loại thuốc, nhưng mà
kê cho một cái người 62 tuổi đã tiêm đủ vaccine, đái tháo đường đang ổn định. Không, không nói câu chuyện là đái tháo đường tiến triển, nhưng mà lại kê cả kháng viêm corticoid lẫn monopiravir. Thì tôi vẫn nói rồi, kháng viêm corticoid và monopiravir chống chỉ định dùng cùng nhau cơ mà. Khi chúng ta dùng monopiravir thì chúng ta không sử dụng kháng viêm, bởi vì một cái thuốc mà ức chế virus, còn một thuốc lại ức chế cái hệ miễn dịch của chúng ta. Và tất cả các tạp chí y khoa danh tiếng trên thế giới đều phủ nhận cái việc là và khẳng định là không được phép dùng hai cái loại này cùng với nhau. Do vậy mà chúng ta phải lưu ý nhé, khi mà chúng ta đã dùng monopiravir thì chúng ta không sử dụng kháng viêm corticoid. Và tôi vẫn nói là trong những ngày đầu F0 không được phép dùng kháng viêm corticoid, bởi vì nó có thể làm các triệu chứng nặng lên đó. Còn nhiều người là biện hộ với tôi là nó điều trị triệu chứng, nhưng mà lúc này cái triệu chứng nó không làm chúng ta mất mạng, mà cái con virus đấy nhân lên nhiều mới là làm cho chúng ta mất mạng. Do vậy mà mọi người lưu ý nhé, là có lẽ là càng sau càng đông người vào xem hay sao ấy, Bác chị sĩ sợ Dung ơi, bác sĩ Dung ơi, mình thấy ở đây có một cái câu hỏi rất là hay ạ. Bác sĩ ơi cho em hỏi, nếu F0 đã âm tính mà hôn F0 thì có bị lây nhiễm không ạ? vâng, và cái câu hỏi mà F0 sau đấy có bị F0 hay không thì tôi cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi. Và chúng ta sẽ có một cái bài phân tích của tôi về Omicron và Delta ở trên cái fanpage của tôi, thì mọi người có thể vào đọc lại. Thì tại sao tôi lại nói về Omicron và Delta? Thì cái chủng mà chúng ta thường gặp nhất là Delta trước đây. Tuy nhiên thì cái làn sóng lần này của Việt Nam là Omicron. Và mọi người phải hiểu là Omicron nó lại có hai biến thể. Một biến thể là BA1 và một biến thể là BA2. Và giữa những cái chủng này thì hoàn toàn là khi mà chúng ta cùng chủng ấy thì chúng ta sẽ tạo ra được kháng thể, và chúng ta nó sẽ bền vững đâu đấy khoảng 4 đến 6 tháng. Tuy nhiên thì giữa khác chủng, ví dụ như là hôm nay bạn nhiễm Delta, ngày mai bạn có thể nhiễm Omicron. Do vậy mà nếu mà khác chủng thì các bạn vẫn bị lây lại bình thường, hoặc là rất nhiều người vào viện nhé, rất nhiều 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 người vào viện vì Delta, sau đấy lại lây nhiễm cả Omicron nữa. Nên là mọi người sẽ hiểu là nó có thể là cùng đồng nhiễm cùng một lúc luôn cơ, chứ không phải là nay chúng ta khỏi cái này mà mai chúng ta không thể nhiễm cái kia. Thì câu hỏi cái chuyện đấy là hoàn toàn sai, và chúng ta có thể là sau hết biến chủng này chúng ta có thể nhiễm cái biến chủng khác. Tuy nhiên thì muốn nhấn mạnh với mọi người là Omicron nó là một cái dạng mà nó gây ra các triệu chứng nó nhẹ hơn Delta, tức là các triệu chứng ví dụ như là Omicron thông thường thì chúng ta sẽ không bị mất mùi mất vị, hoặc là các triệu chứng có sốt thì cũng vẫn có nhưng mà không bị mất mùi mất vị, và các triệu chứng nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Tức là cái tỷ lệ nhập viện do Omicron nó thấp hơn, và chúng ta sẽ cảm thấy là cái quá trình nhiễm cái con này thì nó thấp hơn. Đó, thì mọi người sẽ hiểu là như thế nhá. Mà gần đây thì có cái chủng Omicron BA2 nó còn trốn test cơ. Tức là khi mà chúng ta test kháng nguyên nó còn không ra cơ. Do vậy mà chúng ta lưu ý một chút là cái làn sóng này nó sẽ lên đỉnh và sau đấy nó sẽ đi nhanh thôi. Giống như chúng ta sẽ theo những cái nghiên cứu và phân tích mà hôm nay tôi có xem cái làn sóng Omicron ở Mỹ á, thì nó đến và đi rất là nhanh. Do vậy mà mọi người cũng không cần phải lo lắng quá về cái biến thể Omicron này đâu. Đó, đấy là trả lời câu hỏi của chị Phạm Hà Thu. Không biết là thắc mắc gì ở trong cái câu hỏi này không ạ? Mình nghĩ là cái câu trả lời của bác sĩ Dung đã khá là đầy đủ rồi. Thế nên là trong cái câu hỏi của bạn Ngọc Ánh là F0 mà hôn F0 thì bị lây không, thì thực sự là tốt nhất là sau khi mà chúng ta khỏi rồi thì chúng ta sẽ 5K tốt nhất có thể. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta gọi là đã nhiễm Delta rồi nhưng mà lại bị lây của một người là đang có thể biến thể Omicron thì rất là dễ chúng ta sẽ bị lây lại. Đó. Còn nếu mà là Delta thì ít nhất là trong vòng từ 4 đến 6 tháng. Và trong cái thời gian đó thì mọi người tăng cường cái việc mà tăng đề kháng này, ăn uống này, tập luyện này, thì cái khả năng mà mọi người nhiễm lại của một cái biến thể mình đã nhiễm từ trước ấy, nó sẽ giảm hơn rất là nhiều, nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Một cái nghiên cứu là nếu khi mà chúng ta đã nhiễm cái Omicron BA2 rồi ấy, thì sau đấy chúng ta sẽ khó nhiễm Delta hơn. Thì đó là cũng cũng thực ra là một cái nghiên cứu, tức là những cái người mà đã nhiễm cái con này rồi, Omicron BA2 rồi, thì sẽ khó nhiễm Delta hơn. Đó, tuy nhiên thì cái vấn đề là gì? Vấn đề là cái con virus nó đột biến liên tục, và do đó là chúng ta cũng không thể chắc được ngày mai chúng ta nó còn cái biến chủng nào khác. Do vậy mọi người vẫn cứ an toàn, vẫn cứ 5K bình thường. Và ngày hôm qua thì khi mà tôi lang thang đi đi xe ra ngoài ấy, thì thấy các quán ăn và các quán nhậu vẫn rất là đông. Đó, thì câu chuyện là cái ý thức của chúng ta, cái ý thức nó quan trọng rất là nhiều, và chúng ta hãy cố gắng là làm sao mà chúng ta giữ gìn được tốt nhất cái việc mà phòng tránh hậu Covid, là cái mà chúng ta không mắc thì coi như là chúng ta đã phòng tránh rồi, đúng không ạ?
Và cái hệ thống y tế hiện tại nó đang quá tải, và tất cả các đường dây nóng gọi đều bận, và rất nhiều bệnh nhân phản ánh với tôi là như thế. Thì làm sao chúng ta phải để nó giãn ra một thời gian để cho y tế nó còn hoạt động. Và rất là nhiều người làm sao bây giờ tất cả các bác sĩ mà ở khắp chuyên khoa khác, bạn bè của tôi này bị điều hết sang COVID rồi, kể cả cơ xương khớp cũng bị điều hết sang để chữa COVID. Thế thì mọi người hiểu sao ạ? Những cái bệnh nhân khác họ bị tăng huyết áp, họ bị đái tháo đường, bây giờ họ cũng không được quan tâm khi mà họ diễn biến nặng, tại vì là tất cả những mối quan tâm, tất cả những cái gì đã dành cho COVID hết. Tâm ra là kể cả bệnh viện bây giờ giường bệnh cũng san ra hết, thành lập những cái trung tâm để chữa bệnh do COVID-19. Nên là mọi người phải hiểu cái khó khăn của ngành y tế của chúng tôi rất là nhiều. Và các bác sĩ mà điều trị những cái COVID cho đến thời điểm hiện tại thì cứ ra trực lại vào trực, ra trực lại vào trực, và gần như không có thời gian nghỉ. Đó, thì mọi người sẽ hiểu là cái hệ thống y tế quá tải nó gây ra một cái chuỗi như thế, và nó rất là đau lòng. Nên là mọi người hãy cố gắng giữ gìn nhé. Và chúng ta sẽ đi đến một số câu hỏi. Nếu mà chị Phạm Hà Thu bên chị có câu hỏi nào hay thì có thể đọc lên nhé. Vâng, bác sĩ Dung cứ trả lời câu hỏi đi ạ. Mình đang soát câu hỏi ở bên page của mình đây. Em bị F0 test âm tính rồi nhưng mà vẫn thấy đầu nặng trĩu, em nên uống gì để bớt tình trạng đó, bác sĩ giúp em với. Vâng ạ, chị Hiền Cảnh, nếu như mà chị đã âm tính rồi vẫn thấy đầu nặng trĩu, không biết là ngày thứ bao nhiêu rồi ạ. Nếu như mà chị vẫn đau đầu nhiều và kéo dài thì chị nên đến các cơ sở y tế để kiểm tra nhé. Tại vì tôi đã nói rồi, con virus SARS-CoV-2 nó tấn công vào tế bào mạch máu. Do vậy mà tất cả các chỗ nào có mạch máu, kể cả khớp, kể cả não, đó thì chúng ta đều có bị thể bị tổn thương. Nếu cái tình trạng đau đầu mà vẫn kéo dài sau COVID-19 thì chị phải đi kiểm tra, chụp chiếu để xem có tổn thương gì không. Đó là cái điều mà phải chú ý. Còn nếu như mà cái giai đoạn khi mà bị nhiễm COVID nó sẽ gây ra một cái tình trạng là thiểu năng tuần hoàn não, thì lúc này chúng ta chỉ cần uống các nhóm tăng tuần hoàn não, ví dụ như là Ginkgo biloba. Đó thì nó sẽ cũng có thể cải thiện được cái triệu chứng này chị nhé. Quan trọng là chị phải ngủ được, ăn được, cố gắng tăng cường dinh dưỡng và ngủ được. Nếu như mà không ngủ được thì có thể sử dụng một cái loại thuốc thảo dược để hỗ trợ. Vâng ạ, tôi sẽ đi một số câu hỏi khác nhé. Em bị F0 sau 2 tuần vẫn khàn tiếng, bác sĩ giúp em với ạ. Khàn tiếng, chị bị khàn tiếng mà họ còn ho nhiều không ạ? Cái triệu chứng khàn tiếng này thì lúc này nha, ví dụ như là chúng ta đã âm tính được 2 tuần rồi, thì lúc này nếu mà chúng ta bị khàn tiếng và đau rát họng quá nhiều thì lúc này bác sĩ cũng có thể là kê Meron cho mọi người nhé. Lúc này thì chúng ta uống được nhưng mà chúng ta chỉ uống liều thấp thôi, là 4 mg thôi, thì cái triệu chứng này nó sẽ cải thiện rất là nhiều. Vâng. Chị Thu có cái bài tập nào hoặc là cái bài nào liên quan đến cái khàn tiếng này không ạ? Khàn tiếng thì tốt nhất là chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ sử dụng Kha tử ạ. Kha tử rất là hữu hiệu trong cái việc là chúng ta sẽ xử lý khàn tiếng. Nhiều khi là với những cái việc mà chúng tôi live stream như thế này trong vòng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thì liên tục trong cái thời gian vừa rồi thì cái cổ họng rất là đau. Và cái việc ngoài việc mọi người sẽ sử dụng những cái thảo dược ví dụ như là keo ong thì mọi người có thể dùng hàng ngày, thì mọi người chỉ cần ngậm một lát Kha tử thôi thì mọi người sẽ thấy là trong vòng 15 cho đến 20 phút sau thì cái họng của mọi người dễ chịu hơn rất là nhiều. Và đấy là cái trường hợp viêm họng. Còn với những ai mà đang bị khản tiếng thì mọi người có thể là mỗi ngày ngậm một lát Kha tử thì mọi người sẽ thấy là cái tác dụng của nó rất là nhanh, nhanh hơn bất kỳ một cái loại thuốc nào mà mọi người đã từng gọi là uống qua. Đó thì đây là cái kinh nghiệm của Thu trong cái thời gian mà mình nói nhiều như thế này. Vâng ạ, chắc là mấy hôm nay chị Thu hay ngậm Kha tử đúng không ạ? Và Hãy cái bài đăng về Kha tử thì bác sĩ Dung cũng đã đăng tải rất là nhiều, và một cái loại thuốc rất là tốt của Đông y mà chúng ta có thể vừa giảm ho, vừa giảm đau rát họng và giảm khàn tiếng bạn nhé. Rồi. Còn Ở nếu như đây mà bên khàn tiếng mà kéo dài sau đấy thì bạn cũng nên đi khám các chuyên khoa tai mũi họng để xem là cái vùng thanh quản của chúng ta có vấn đề gì không. Đôi khi cái hạt xơ ra thanh âm ấy nó sẽ gây ra cho chúng ta cái thở hụt hơi và khàn tiếng, mọi người lưu ý nhé. Ở đây là trong cái thời gian này ý, thì Thu có mua dư một ít Kha tử nên là nếu mà mọi người có ai muốn đăng ký để Thu tặng mọi người ý, bởi vì là mua nhiều quá dùng cũng không hết thì mọi người có thể đăng ký với Thu hoặc là bác sĩ Dung nhé, thì bên mình là còn dư bao nhiêu thì cũng sẽ tặng cho mọi người, nhưng mà tuy nhiên thì cũng không không mua được gọi là quá nhiều ấy, chỉ mua được tầm hơn chục cân thôi
nên là sẽ tặng cho mọi người một ít để mọi người dùng thử. Tuy nhiên thì Thu thấy là Kha Tử ấy thì mọi người có thể là ngâm với cả mật ong để uống, để gọi là ngậm cái nước đấy thì nó dễ chịu hơn cái việc là mọi người ngậm cái quả thịt quả Kha Tử, bởi vì nó đắng lắm, nó rất là khó ăn, nên là ai mà quen gọi là những cái món đắng ấy thì mọi người còn ăn được. Chứ còn với những người mà kiểu gọi là Thu thì thi thoảng lắm ấy, lúc nào mà cần kíp quá thì mình mới ngậm một lát thôi, chứ còn không thì bình thường cũng không thể ăn được vì nó rất là đắng. Vâng ạ, chúng ta sẽ đi một số câu hỏi khác nhé. À, ở bên mình có một câu hỏi bác sĩ Dung ơi, là em nhờ hai chị chút ạ, hậu COVID cần bổ sung thêm gì không, ví dụ như vitamin dinh dưỡng đề kháng. Đây là của một trường hợp là bạn ấy khỏi F0 rồi. Sau khi kết thúc khi mà chúng ta đã âm tính rồi đúng không ạ? Thì tôi với chị Thu cũng vừa hướng dẫn mọi người bài tập thở. Cái quan trọng là gì? Quan trọng là chúng ta sẽ tập luyện từ từ tăng dần. Ví dụ cơ thể của chúng ta mệt thì hôm nay chúng ta tập một ít, ngày mai chúng ta tập một ít. Đó là cái vấn đề tập luyện. Thứ hai là cái vấn đề dinh dưỡng tăng cường, thì chúng ta sẽ cố gắng là ăn uống đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng. Và đặc biệt tôi vẫn khuyên các bạn là ăn những cái ví dụ như lòng đỏ trứng này, có vitamin D này. Chúng ta có thể tập luyện khi mà chúng ta đã kết thúc cách ly thì chúng ta có thể ra ngoài phơi nắng để lấy vitamin D từ ánh sáng mặt trời. Và ăn những cái loại rau củ mà có màu xanh đậm hoặc những cái màu đậm thì chúng ta sẽ có rất là nhiều chất chống oxy hóa và vitamin D ở trong đó. Thì tại sao tôi lại nói đến cái câu chuyện vitamin D? Thì vitamin D trong một số nghiên cứu mà gần đây người ta đã chứng minh vai trò của vitamin D, tại sao nước Mỹ lại chết nhiều như thế? Tại vì họ thường xuyên thiếu vitamin D. Tức là nước chúng ta là một đất nước nhiệt đới và chúng ta rất ít cái tỷ lệ dân số bị thiếu vitamin D. Tuy nhiên thì nước Mỹ lại khác, họ thường xuyên thiếu vitamin D và dẫn đến là cái đề kháng của họ thấp và họ khi mà nhiễm COVID thì họ sẽ không chống chọi được. Thì cái vai trò vitamin D thì nó làm giảm cả, nó tăng cái sức đề kháng của chúng ta và giảm cái tỷ lệ mà phải nhập viện này, giảm cái tỷ lệ phải đặt thở máy này. Đó thì mọi người sẽ hiểu là như thế. Và cái vitamin D này thì chúng ta lại có một cái yếu tố là chúng ta không, kể cả chúng ta bổ sung bằng thực phẩm đường uống thì chúng ta lại không được uống cùng một lúc nhiều. Mà người ta nghiên cứu là chúng ta phải bổ sung vitamin D liều thấp hàng ngày, tức là mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít, chứ không phải là một ngày chúng ta uống càng nhiều mà chúng ta sẽ hấp thu được hết đâu, mà cái nguy cơ dư thừa vitamin D và canxi thì tôi đã nói rất là nhiều rồi. Và cái câu chuyện là gì? Chúng ta sẽ bổ sung vitamin D trong thức ăn là tốt nhất, nhưng mà tuy nhiên cái vitamin D trong thức ăn thì cơ thể của chúng ta khó hấp thu hơn, nó không như canxi, không như vitamin C là chúng ta có thể dễ dàng hấp thu từ thức ăn, mà vitamin D thì chúng ta sẽ khó hấp thu hơn. Mọi người nên tập luyện và phơi nắng nhớ bôi kem chống nắng nha mọi người nhé. Và ngoài ra thì chúng ta có thể bổ sung thêm vitamin D trong cái chế độ dinh dưỡng để nâng cao cái sức đề kháng của chúng ta. Đó, thì không biết là câu trả lời này đã đủ cho bạn hỏi bên Tết Phạm Hà Thu chưa ạ? Vâng, cảm ơn bác sĩ Dung, câu trả lời cũng đã rất là đầy đủ rồi đấy ạ. Và mọi người nhớ nhé là bác sĩ Dung cũng đã dặn ý là những cái dinh dưỡng mà mọi người sẽ thiên về những cái cây họ cải màu xanh thì Thu thường là ăn súp lơ xanh. Đó, thì mọi người cũng có thể là mua súp lơ xanh về chúng ta luộc này, hay là chúng ta chế biến bằng những cái món khác nhau, coi như là xào với nấm này, cũng rất là ngon. Đó, và quan trọng nữa là ví dụ như là ở nhà mọi người có những cái vitamin tổng hợp ấy thì chúng ta nếu mà không ăn uống được thì chúng ta cũng có thể bổ sung những cái viên uống này được nhé. Có một câu hỏi của bạn Trang Giáp: chào bác sĩ, mình bị F0 sang ngày thứ 5 rồi, giờ mình ho nhiều và có đờm trong đơn thuốc có bresantin 16 mg, azicin và thuốc Aumex. Bác sĩ cho hỏi liệu mình có nên dùng tiếp mấy loại thuốc này không ạ? Xin cảm ơn. Bác sĩ Dung nhìn thấy hàm lượng 16 mg này thì mọi người lưu ý nhé, tất cả các thuốc hàm lượng 16 mg này hầu như là corticoid hết. Tôi vẫn nhắc đi nhắc lại cái câu chuyện dùng kháng viêm corticoid trong cái giai đoạn đầu thì nó có những mối nguy hại như thế nào rồi đúng không ạ? Và tất cả các thuốc có hàm lượng 4 mg này, 16 mg này, 0,5 mg và 5 mg đều là corticoid, nên mọi người tránh những cái thuốc này ra nhé, và chúng ta sẽ không uống để điều trị F0 giai đoạn đầu và F0 thể nhẹ bình thường điều trị tại nhà không dùng, mà thuốc này chỉ dùng khi có chỉ định của bác sĩ và trước khi chúng ta nhập viện, tức là tình trạng của chúng ta đã nặng rồi đấy ạ. Và khi mà nhập viện thì sao? Xảy ra cơn bão cytokine và chúng ta phải dùng với liều rất là cao, đấy là 500 mg, chứ còn một viên corticoid này không ăn thua gì để điều trị cả. Nên là cái câu chuyện dùng corticoid là sai. Dùng aumentin là kháng sinh, Aumex này không phải là aumentin xịn mà là kháng sinh thuộc cũng cùng cái dược chất là amoxicillin kết hợp với axit clavulanic. Thì cái
Nhóm thuốc kháng sinh thì tôi vẫn không có chủ định trong điều trị COVID, vì SARS-CoV-2 là virus kháng sinh không có tác dụng gì cả bạn nhé. Nếu mà bạn nên ngưng các loại này vì nó không có tác dụng gì cả. Còn COVID thì chúng ta sẽ hiểu là điều trị theo triệu chứng. Chúng ta có triệu chứng gì thì chúng ta điều trị triệu chứng đấy. Ví dụ như chúng ta sốt thì chúng ta sẽ điều trị sốt, ho chúng ta điều trị ho. Bên ngoài nôn thì chúng ta điều trị theo cái triệu chứng của chúng ta nhé. Bạn Hoàng Ninh có hỏi là bác sĩ ơi sao cứ ban ngày em khỏe đến đêm em mệt đến mức phải truyền nước, thì chúng ta sẽ hiểu như này nhé. Trong cơ thể của chúng ta có một cái hormone là cortisol, thì cái hormone này nó sẽ được tiết ra rất là nhiều về ban ngày, và ban ngày chúng ta sẽ cảm thấy rất là khỏe, và đến đêm mà khi mà cái nồng độ hormone này giảm, đề kháng của cơ thể giảm, thì virus nó sẽ dễ dàng tác động đến cơ thể của chúng ta, hoặc là các độc tố virus tác động đến cơ thể của chúng ta. Nên cái câu chuyện mà chúng ta mệt mỏi về ban đêm cũng là cái câu chuyện bình thường trong khi mà chúng ta bị bệnh thôi nhá, bạn cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Rất là nhiều bạn là bảo là bỏ qua câu hỏi thì các câu hỏi nó sẽ bị trôi nhá. Nếu mà bạn cần trả lời thì bạn có thể comment lại ở bên dưới nhá. À, bác sĩ Dung ơi, bên này mình có một câu hỏi là mình bị F0 đến nay là 15 ngày và đã âm tính. Mình rất mệt, vậy mình muốn đến bệnh viện để truyền cho mau khỏe Giờ có chị được không ạ? cái vấn đề là khi chúng ta truyền nước thì nó sẽ bù lại cái điện giải cho chúng ta. Truyền những cái dung dịch như là natri chloride này, glucose 5% này, tất cả những dung dịch đẳng trương thì nó có tác dụng là bù nước và bù điện giải. Do vậy mà truyền nước nó không khác gì chúng ta uống Orezon cả. Trừ khi mà chúng ta không không uống được thì chúng ta mới cần phải truyền. Chứ truyền đôi khi nó gây ra những cái phản ứng, ví dụ như sốc phản vệ chẳng hạn, thì nó cũng sẽ có cái tỷ lệ đó. Nó thấp thôi nhưng nó có. Nên mọi người cũng không nên lạm dụng truyền, và truyền thì chúng ta phải được truyền ở tại các cơ sở y tế, được theo dõi bởi các nhân viên y tế. Thì nếu mà bạn không muốn uống thì bạn có thể đến viện truyền. Tuy nhiên thì nếu như bạn uống được, ăn được thì bạn vẫn cố gắng là ăn uống vào thì cơ thể của bạn sẽ khỏe mạnh hơn bạn nhé. Lúc nãy có một cái câu nói về đông trùng hạ thảo, thế thì cái đông trùng hạ thảo ấy là một cái thuốc cực kỳ quý trong y học cổ truyền. Tức là theo y học cổ truyền thì cái thuốc đông trùng hạ thảo nó cân bằng âm dương cho cơ thể, do vậy mà bách bệnh đều có thể tiêu tán đúng không ạ? Nhưng đông trùng hạ thảo ở Tây Tạng thì gần như bây giờ không có nữa, và tôi cũng chẳng biết chỗ nào để mua cả. Do vậy mà các loại trên thị trường quảng cáo ấy thì đôi khi ấy, cái con trùng đấy, tức là mọi người sẽ hiểu đông trùng hạ thảo là gì, nó sẽ có phần trùng và phần thảo. Thế thì các loại trên thị trường gần như là nó chỉ có phần thảo thôi chẳng hạn, thì nó chả có cái tác dụng gì cả. Nên là cái việc mà bạn uống đông trùng hạ thảo là tốt, tôi khẳng định đông trùng hạ thảo cực kỳ tốt. Tuy nhiên để mà kiếm được đông trùng hạ thảo xịn thì không có, thì khó. Đó, câu chuyện nó là như thế, nên là mọi người lưu ý là nếu mà kiếm được đông trùng hạ thảo xịn của Tây Tạng thì cứ uống đi, nó rất là tốt. Nhưng mà nếu mà không phải thì nó sẽ là không tốt đúng không ạ? Nguyệt Thắm có hỏi là bác sĩ ơi em bị đỏ mắt sau F0 có đáng gì lo ngại không ạ? Có được dùng thuốc nhỏ mắt nào ạ? Cái việc đỏ mắt hoặc là mọi người có thể thấy mọi người hay bị chảy máu mũi, hoặc là mọi người khạc ra một chút máu ấy, thì cái vấn đề là khi chúng ta bị nhiễm COVID nó sẽ gây ra xung huyết các mạch máu. Đó thì nó sẽ làm cho chúng ta bị chảy máu mũi, chảy máu cam, hoặc là khạc ra một chút máu, hoặc là bị đỏ mắt. Đấy nó vẫn là hiện tượng xung huyết, nên mọi người không cần phải quá lo lắng đâu nhé, nó không có gì đáng ngại cả, từ từ nó sẽ hết thôi, và bạn chỉ cần nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý thôi là được bạn nhé. Bác sĩ Dung sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng nhé, bởi vì chương trình của chúng ta cũng đã 1 tiếng 15 phút rồi, và vị khách mời của chúng ta có lẽ cũng đã mệt rồi đúng không ạ? bác sĩ sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng nhé, của chị Nguyễn Thị Hường, đó là hai vợ chồng mình khỏi F0 được 5 ngày rồi, có tiêm được mũi 3 ngay không? Nếu đến lịch thì chị vẫn tiêm bình thường nhé. Cái câu chuyện về vaccine thì bác sĩ Dung cũng muốn chia sẻ ở đây. Rất là nhiều người bảo là tôi bị nhiễm, tôi tiêm 2 mũi sau đấy tôi bị COVID đúng không ạ? Thì bảo là bây giờ tôi cần gì phải tiêm mũi 3 nữa vì tôi đã nhiễm COVID rồi còn đâu. Nhưng mọi người ơi không phải như thế.
chúng ta tiêm phòng để chúng ta phòng những cái chủng khác. Và người ta nghiên cứu rằng là gì, khi mà chúng ta bị nhiễm COVID thì cái kháng thể chúng ta sinh ra nó không bền vững như chúng ta tiêm phòng. Bác sĩ Dung đã chia sẻ rất nhiều bài về hệ miễn dịch đúng không ạ? Có thể mọi người trên Tết bác sĩ Dung nghe chán lắm rồi. Đó là chúng ta sẽ có hai hệ miễn dịch, là hệ miễn dịch bẩm sinh và hệ miễn dịch thu được. Thì khi chúng ta tiêm phòng thì chúng ta sẽ có cái kháng thể của cái hệ miễn dịch thu được đó. Thì nó cái kháng thể này nó sẽ tồn tại lâu dài và kéo dài hơn là khi chúng ta bị nhiễm. Đó, nên tại sao mọi người phải tiêm phòng, vẫn phải tiêm phòng nhá. Nếu mà đến lịch tiêm sau khi âm tính, chị có thể tiêm bình thường nhá, chị Hường nhá. Vâng ạ, và có lẽ là chị Duyên Vũ lại hỏi một cái đơn thuốc dành cho F0. Thưa chị là không có một cái đơn thuốc nào cố định, quan trọng là mình có triệu chứng gì thì chỉ mình điều trị triệu chứng đấy nhá. Và tôi rất là phản phản đối cái việc mà các dược sĩ bây giờ là ai ra F0 cũng cho một đống thuốc, ai ra F0 cũng một đống thuốc, không cần biết là thuốc gì, không cần biết người ta. Người ta ho khan thì cho người ta thuốc long đờm cũng ở trong một cái bài như thế, và thậm chí còn kết hợp cả hai cơ, cả long đờm cả giảm ho nữa cơ. Đó, thì đấy là một cái mà thực tế mà tôi thấy rất là đáng buồn ở cái thời điểm hiện tại, và chúng ta không có một cái đơn thuốc nào cụ thể cả. Vấn đề là bạn có triệu chứng gì thì điều trị triệu chứng đấy. Và bây giờ thì cái thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Hy vọng là hôm nay mọi người sẽ có những cái kiến thức bổ ích về cái vấn đề về tập luyện khi COVID, và nhờ cái vị chuyên gia về yoga, yoga cũng xinh, rất là xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay, thì mọi người sẽ thả cho vị khách mời của chúng ta những trái tim được không ạ? Hay là comment gửi lời cảm ơn tới vị khách mời hôm nay đã hướng dẫn chúng ta tập thở, những cái bài tập thở rất là hữu ích ạ. Và bác sĩ Dung mong muốn là mọi người hãy cùng tập thở hàng ngày cùng với bác sĩ Dung nhé. Và chị Phạm Hà Thu có muốn chia sẻ gì lời cuối tới mọi người không ạ? Vâng, có lẽ là chiến dịch đồng hành cùng với F0 lần này của Thu cũng như là đội ngũ cộng đồng các bác sĩ ở trong chiến dịch, là cụ thể là bác sĩ Dung nữa, thì chắc là đến hết tuần này thì có lẽ là những chủ đề COVID thì đã đưa ra cho mọi người những cái kiến thức nền để cho mọi người gần như là có một cái cuốn cẩm nang trong suốt cả chiến dịch lần này. Và rất là cảm ơn mọi người cũng đã tương tác cũng như là đặt những cái câu hỏi, bởi vì chính những cái sự ủng hộ của mọi người cũng như là chính cái sự mở lòng của mọi người cũng đã giúp cho Thu và các bác sĩ có thêm những cái động lực để đưa ra cho mọi người những cái thông tin làm sao để cho mọi người có thể có gọi là chính chúng ta là những cái vị bác sĩ ở nhà một cách tốt nhất. Và hy vọng rằng những cái chia sẻ của Thu ngày hôm nay trong các bài tập thở này, trong những cái bài mà chúng ta có thể tập thiền hàng ngày, thì sẽ giúp cho mọi người có thể là tăng đề kháng này, tăng sức khỏe. Và một lần nữa thì cảm ơn bác sĩ Thủy Dung đã cho Thu cơ hội để lên trên cộng đồng của bác sĩ Thủy Dung để chia sẻ cho mọi người những cái bài tập nó rất là đơn giản và Thu tập hàng ngày, Thu thấy nó rất là hiệu quả, thì mọi người hoàn toàn có thể tập theo. Và trong thời gian tới thì rất là mong có sự có mặt của bác sĩ Thùy Dung cũng như là cộng đồng của bác sĩ trong những cái buổi yoga vì sức khỏe cộng đồng của Thu trong thời gian tới. Rất là cảm ơn mọi người. Vâng ạ, rất là cảm ơn chị Phạm Hà Thu ạ. Và chúng tôi sẽ vẫn luôn sát cánh và đồng hành cùng với các F0 trong cái giai đoạn căng thẳng này. Và ở Việt Nam thì đã lên trên cái con số là trên 100.000, 150.000 ca mắc mỗi ngày. Chúng ta thấy một con số rất là đáng báo động, nó còn cao hơn đỉnh điểm của Mỹ nữa. Do vậy mà chúng ta phải thật sự là bình tĩnh và cố gắng đảm bảo 5K để tránh lây nhiễm, và hãy tránh lây cho những người xung quanh mình. Có thể là bạn lây nhiễm, bạn không bị vấn đề gì đâu, nhưng mà ông bà, cha mẹ rồi các bé nhỏ nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do vậy mà hãy thực hiện tốt 5K và đảm bảo cách ly nhé mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái chương trình livestream tiếp theo, và hẹn gặp lại và mọi người vào 20 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.